Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 102. Xích Huyết Ma Long Quyền. Trên người Ô Tiếu Thiên dâng lên ma quang màu máu, những con long mãng dữ tợn vừa to vừa dài xuất hiện, di chuyển quanh người hắn, phát ra tiếng gầm gừ cực kỳ chói tai. Ầm. Trên người con long mãng kia bộc phát ra điện quang chói mắt, trên đài Thăng Long lập tức rực rỡ huyết quang, sát khí vô biên bao phủ chập trùng. Nói là Xích Huyết Ma Long Quyền nhưng chỉ diễn hóa ra long mãng, chứng tỏ Ô Tiếu Thiên vẫn chưa tu luyện đến cảnh giới cao siêu. Nhưng dù thế, uy thế thế này đã đủ đáng sợ, khiến người ta mở rộng tầm mắt rồi. Nương theo sát khí đáng sợ mà huyết điện long mãng bộc phát ra, Ô Tiếu Thiên liên tục xông về phía trước, lại tấn công Khương Tử Diệp một lần nữa. Trong mấy giây, hai người trên đài Thăng Long đã giao thủ mấy chục chiêu, trong thiên địa đều là huyết quang vô biên và biển mây vô tận. Huyết diệt sơn hà. Đại chiến đến giai đoạn cao trào, Ô Tiếu Thiên quát to một tiếng, quyền mang ngưng tụ giữa năm ngón tay lóe lên huyết mang vô cùng chói mắt. Huyết mang kia tựa như mặt trời nóng bỏng, dưới sự trợ lực của quyền mang, nó như tia sáng bay vào trong biển mây rộng lớn. Oanh! Biển mây vô tận lập tức giấy lên ánh lửa màu máu, trong ánh lửa có điện mang nhấp nháy, sát khí dao động. Quyền mang càn quét điên cuồng, thật sự như sắp đánh tan được cả biển mây. Dưới thế tấn công như thế, rõ ràng khí thế trên người Khương Tử Diệp yếu hơn rất nhiều, thậm chí còn bị dư âm đánh trúng nhiều lần. Ha ha! Thấy thế, Ô Tiếu Thiên há miệng cười to, chiêu pháp trong tay càng mạnh mẽ hơn, ha ha ha, đã quá, đỡ thêm một chiêu của ta đi. Ầm! Giữa bầu trời có tiếng sấm rền cuồn cuộn, những tia điện quang màu máu xẹt qua hư không, chiếu rọi lên khuôn mặt vô cùng dữ tợn của Ô Tiếu Thiên. Lâm Nhất đã từng gặp sát chiêu này trong thú triều nghìn năm khó gặp, lúc đó khiến mọi người cực kỳ rung động, hôm nay uy lực của nó lại càng đáng sợ hơn, chỉ dị tượng thôi đã khổng lồ hơn gấp mấy lần rồi. Chín long mãng màu máu dài hơn 10 trượng với thân thể khổng lồ không ngừng bay lượn, trên người có điện quang chớp lóe. Huyết mãng tập trung sau lưng Ô Tiếu Thiên, giống như chín cánh ma thủ xé rách bầu trời, trong lúc chúng nó tập trung. Uy thế huyết sát trên người Ô Tiếu Thiên càng trở nên kinh khủng hơn. Cửu Long Chiến Thiên. Đợi khí thế cô đọng đến mức tối đa, Ô Tiếu Thiên lại quát lên một tiếng, siết chặt năm ngón tay, chín con huyết mãng bị hắn kéo trong tay như giữ chân, sau đó hung hăng đánh về phía Khương Tử Diệp. Phụt phụt phụt. Những nơi có sát khí màu máu đi qua như bị kết tủa, tồn tại trong hư không một lúc lâu vẫn không tan biến, thế tấn công bá đạo khiến người ta sợ mất hồn. Thay đổi sắc mặt. Kinh khủng, quá kinh khủng. Đòn tấn công đáng sợ, ma sát ngưng tụ từ máu tươi nhuộm đỏ một nửa bầu trời, ánh sáng phủ kín mặt hồ như muốn hòa tan máu tươi vào trong nước hồ. Dưới áp lực kinh khủng như thế, Khương Tử Diệp nhẹ nhàng dậm chân, dường như bị áp bức đến mức không ngừng lùi về phía sau. Có điều các yêu nghiệt hàng đầu trên khán đài lại nhìn ra một manh mối khác, trong lúc lùi lại, biển mây mờ mịt trên đầu nàng ta vẫn không ngừng di chuyển. Trong tầng mây dày đặc cao đến trăm trượng kia có tiếng gầm thét đè nén liên tục vang lên, nhìn kỹ sẽ vô thức cảm thấy cực kỳ kinh khủng. Nàng ta đang dưỡng khí, lùi mà không loạn, rõ ràng là đang đợi dùng một đòn như sấm rền áp đảo đối thủ. Lâm Nhất cảm thấy tò mò, rốt cuộc thứ không ngừng gào thét, đè nén lửa giận và có sát khí đáng sợ trong tầng mây dày đặc như vực sâu kia là thứ gì? Đại Hoang Tù Nhân Chỉ. Vào lúc Khương Tử Diệp không thể lùi lại được nữa, nàng ta bay lên không trung, bộc lộ khí phách, giữa chân mày có phong mang lạnh lùng không ngừng lóe lên. Mây tan đi, giữa bầu trời có một ngón tay khổng lồ chứa đựng hơi thở cổ xưa chỉ xuống. Đó là một ngón tay bằng đá dài đến trăm trượng, dày nặng và lâu đời, nó chỉ thò ra một nửa từ trong tầng mây đã khiến người ta cảm thấy áp lực muốn ngạt thở. Chỉ xuống một cái, quyền mang chứa đựng chín con huyết mãng của Ô Tiếu Thiên lập tức lóe lên ánh sáng chói mắt. Vụt, vụt. Chín con huyết mãng lập tức tách nhau ra, Ô Tiếu Thiên trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt u ám đáp xuống đất. Cùng lúc đó, sau khi thoát khỏi ràng buộc, những con huyết mãng bị hắn giam lại trước đó để lộ răng nanh đáng sợ, nhanh như chớp cắn xé về phía Ô Tiếu Thiên. Ma công cắn chủ. Tình cảnh đáng sợ này khiến người xem thấy lạnh sống lưng,
nhưng đây cũng không phải chuyện hiếm có. Tà tu luyện ma công bá đạo hung ác, nhưng một khi thoát khỏi sự khống chế, cắn trả chủ nhân là chuyện rất thường thấy. Ma công Ô Tiếu Thiên này tu luyện có cấp bậc rất cao, bị cắn trả thế này, e rằng sẽ mất cả xương cốt, chết thảm giữa không trung. Không. Ô Tiếu Thiên trợn mắt, sâu trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn biết rõ hơn bất cứ ai rằng những huyết sát này đều do hắn giết chết tà tu nghiệp chướng nặng nề để ngưng tụ được, là những ác quỷ tiếng tăm lẫy lừng ở Nam Vực. Bị cắn trả như thế, không chỉ chết không chỗ chôn còn vô cùng thê thảm, thống khổ tột cùng. Sư huynh. Cơ Vô Dạ trên khán đài tỏ vẻ nôn nóng, hoảng loạn hét to. Vụt, vụt, vụt. Nhưng lúc này, một tấm vải trắng nhanh như chớp đánh rách hư không, tựa như thần binh lợi khí đánh tan toàn bộ huyết mãng đang gầm thét dữ tợn trong nháy mắt, sau đó quấn lên eo Ô Tiếu Thiên ném hắn sang một bên. Là Khương Tử Diệp vừa ra tay cứu đối phương. Trong sự ngạc nhiên của Ô Tiếu Thiên, Khương Tử Diệp dùng vải trắng dài 10 trượng quấn lấy Ô Tiếu Thiên, sau đó kéo đối phương vào lòng. Nữ nhân chết tiệt buông ta ra. Ô Tiếu Thiên lập tức vừa xấu hổ vừa tức giận, không ngừng giãy giụa. Khương Tử Diệp lạnh nhạt nói, nếu ta buông ngươi ra, e rằng ngươi sẽ ngã bán sống bán chết. Ngươi ngoan ngoãn cho ta, nếu không ta thật sự ném ngươi xuống, thì ngươi sẽ không còn cơ hội bước vào bảng 10 nữa đâu. Cô buông ta ra, cho dù lão tử có ngã chết cũng không cần cô cứu. Ô Tiếu Thiên đỏ mặt tía tai, giận dữ hét. Chậc chậc chậc, đúng là có khí phách. Ô Tiếu Thiên ngươi đúng là quý nhân hay quên. 2 năm trước khi được tông môn tìm thấy, ngươi thật sự đã quên là ai cứu ngươi ra khỏi tay 10 tên tà tu rồi sao? Khương Tử Diệp tỏ vẻ giễu cợt, cười lạnh lùng nói. Ô Tiếu Thiên lập tức cứng họng, trong đầu như nổ tung. Năm đó hắn thua đối phương nên tẩu hỏa nhập ma, điên điên khùng khùng, vì luyện ma công mà giết chết biết bao nhiêu tà tu, đắc tội với vô số thế lực. 2 năm trước, hắn mơ hồ nhớ bản thân bị bao vây, ngất xỉu trong một nơi vùng đất tuyết. Trong lúc mơ màng, hắn nhìn thấy một nữ tử đi xa, đợi sau khi hắn tỉnh lại thì đã ở bên trong huyết thương các rồi. Sau đó tìm mấy lần vẫn không tìm thấy người cứu mình, đột nhiên nghe thấy Khương Tử Diệp nói tới chuyện này, khiến hắn sững sờ. Sao lại là nàng ta? Bịch! Hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, hai người đáp xuống đất, Khương Tử Diệp rút vải trắng đang quấn lấy Ô Tiếu Thiên, ném hắn khỏi đài Thăng Long. Thắng thua đã rõ. Trưởng lão huyết thương các vội bay lên trời, đỡ lấy Ô Tiếu Thiên, kiểm tra thương tích một lần nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn bị thương rất nặng, nhưng may là không ảnh hưởng đến căn nguyên, cũng không bị ma công cắn trả, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc, vẫn còn cơ hội tranh đấu. Một trận chiến rất nguy hiểm, nhưng lại khiến người khác mở rộng tầm mắt đã kết thúc. Chiêu cuối của Khương Tử Diệp có thể nói là rung động lòng người, nhưng hình ảnh khiến mọi người ngạc nhiên nhất là nàng ta đã cứu tà tu Ô Tiếu Thiên. Ô Tiếu Thiên không phải một người tốt, huyết thương các cũng không phải tông môn chính đạo, rất nhiều người đều thấy dù có chết cũng là do hắn đáng đời. Nhưng không ngờ rằng Khương Tử Diệp chẳng những cứu hắn, thậm chí còn ôm đối phương vào lòng, không khiến hắn ngã xuống, mất đi cơ hội cạnh tranh vào bảng 10. Hành động này hơi mờ ám, khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Khốn kiếp, tức chết đi được. Nhìn thấy cảnh này, Viêm Long Tử cắn răng nghiến lợi. Khương Tử Diệp này cũng là một nữ tử hắn ta rất để tâm, lúc trước nhiều lần theo đuổi đều không thành công, nhưng hắn ta đã xem nàng ta là người của mình từ lâu. Hắn ta cảm thấy bản thân như bị cắm sừng, một cái sừng to khiến người ta phải sợ hãi. Đặc biệt là khi không ít người xung quanh đều biết hắn ta từng theo đuổi đối phương. Thực tế không chỉ Khương Tử Diệp, mà rất nhiều cô gái trên bảng Long Vân cùng từng bị hắn ta làm phiền. Ngay cả Nguyệt Vi Vi mà các chủ thiên yêu các đã cố ý dặn đi dặn lại mà hắn ta cũng dám động lòng, có thể thấy hắn ta háo sắc đến mức nào. Giọng nói của trọng tài vang lên, đại chiến bảng 10 tiếp tục tiến hành. Dương Liệt và Cao Vũ trong Nam Hoa Thất Ảnh là những người bị loại đầu tiên, hai người lần lượt thua Nguyệt Vi Vi và Bạch Lê Hiên, trọng thương, không còn khả năng chiến đấu thêm nữa. Nhưng không ai ngờ rằng người bị loại tiếp theo lại là Nam Cung Vãn Ngọc. Hắn ta giao thủ với ma đao Trúc Thanh Sơn, trận chiến khá là kịch liệt,
đao kiếm va chạm, ánh lửa bắn tung tóe. Tình huống kích thích không thua gì trận chiến của Nam Cung Vãn Ngọc và Lâm Nhất, khiến người ta phải chấn động. Sau mấy trăm chiêu, Trúc Thanh Sơn dùng thân thể đỡ hai kiếm, chém gãy mấy cây xương sườn trước mặt Nam Cung Vãn Ngọc, thậm chí đao khí còn xâm nhập vào tim, vô cùng chí mạng. Sau khi thua trận, Nam Cung Vãn Ngọc ngất xỉu tại chỗ, không còn khả năng tiếp tục chiến đấu nữa. Vết thương trên người Trúc Thanh Sơn cũng rất dữ tợn, máu chảy đầm đìa, mũ trùm đầu của hắn ta vỡ tan, dưới nửa tấm mặt nạ quỷ, ánh mắt của hắn ta tàn bạo tựa như đao. Khoảnh khắc đó có rất nhiều người không dám nhìn thẳng vào uy thế ma đạo trên người hắn ta, chỉ nhìn thôi đã thấy khiếp sợ. Nam Cung Vãn Ngọc bị loại là chuyện không ai ngờ đến. Ngay cả một yêu nghiệt như thế cũng không thể bước vào bảng 10, có thể thấy cạnh tranh quần long thịnh yến kỳ này thảm khốc đến mức nào. Sau mấy trận tỉ thí, Khuynh Nhược U đeo khăn che mặt bị loại, nàng ta lần lượt thua Bạch Lê Hiên, Phương Hàn Lạc và Ô Tiếu Thiên sau khi thương tích đã lành. Sau 3 trận liên tục bị đánh bại, khả năng vô cùng mong manh, hơn nữa cũng không muốn tiếp tục chiến đấu với Nguyệt Phi Phi, cho nên lựa chọn bỏ quyền. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tình hình vòng sau lập tức trở nên vô cùng rõ ràng, long ảnh của 6 người Khương Tử Diệp, Ô Tiếu Thiên, Phương Hàn Lạc, Bạch Lê Hiên, Trúc Thanh Sơn và Nguyệt Phi Phi rõ ràng chói mắt hơn người khác rất nhiều. Sau khi đã xác định chắc chắn sẽ vào vòng sau, trận chiến của 6 người với nhau cũng trở nên nhàm chán hơn nhiều. Thậm chí còn xuất hiện trận hòa hiếm thấy, Tam Tiểu Vương đang lạnh lùng quan sát, biết rõ mấy người này đều đang nhằm vào bọn họ. Muốn giữ lại lá bài tẩy, không muốn để bọn họ chiếm quá nhiều lợi thế. Nhưng sau mấy trận đấu, dù là Viêm Long Tử, Vũ Hạo Thiên, Triệu Vô Cực hay Lâm Nhất vẫn thu hoạch được rất nhiều, đã hiểu rất rõ 6 người này. Đặc biệt là Lâm Nhất, hắn gần như đã tìm thấy một vài sơ hở không lớn không nhỏ trên người bọn họ. Lúc này, ưu thế của tuyển thủ hạt giống trở nên vô cùng rõ ràng. Đến khi mặt trời lặn, trận chiến cuối cùng trong đại chiến bảng 10 bắt đầu, Trúc Thanh Sơn chiến đấu với Bạch Lê Hiên. Hai người đều đã chắc chắn sẽ vào bảng, giao thủ vô cùng cẩn thận, sau 10 chiêu, hai người chiến đấu thành không phân thắng bại. Đợi sau khi trận chiến kết thúc, trọng tài cấp cao nhất của Thánh Minh bay xuống, nhìn Bạch Lê Hiên và Trúc Thanh Sơn ăn ý hòa nhau, ông ta cau mày, sau đó tuyên bố, danh ngạch bảng 10 đã chính thức được xác định, 4 tuyển thủ hạt giống, cộng thêm 6 người Khương Tử Diệp, Ô Tiếu Thiên, Phương Hàn Lạc, Bạch Lê Hiên, Trúc Thanh Sơn, Nguyệt Vi Vi vừa thăng cấp. Hai ngày sau, đại chiến thập cường chính thức bắt đầu, không có hòa nhau. Ông ta nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, không có hòa nhau, rõ ràng ông ta rất bất mãn với nửa đoạn sau của trận chiến tranh giành vị trí trong bảng 10. Lâm Nhất vô cùng bình tĩnh, hắn cảm thấy rất tốt. Quy tắc là chết người là sống, nếu hắn chiến đấu chắc chắn hắn cũng sẽ sử dụng chút mưu kế, nhưng trận chiến cuối cùng sẽ không dựa vào yếu tố may mắn. Đại chiến thập cường, chỉ có cường giả chân chính mới có thể cười đến cuối cùng. Hai ngày nhanh chóng trôi qua, đại chiến thập cường mà mọi người mong đợi chính thức bắt đầu. Ai có thể chiến thắng Tam Tiểu Vương? Vũ Hạo Thiên có thể vô địch như trước không? Trúc Thanh Sơn, Phương Hàn Lạc, Nguyệt Phi Phi, Bạch Lê Hiên và Lâm Nhất, rốt cuộc ai mới là tân tú mạnh nhất? Khương Tử Diệp, người còn lại trong Nam Hoa Thất Anh có thể tiếp tục bảo vệ vinh dự của Thất Anh hay không? Ô Tiếu Thiên của Huyết Thương Các có thể đi bao xa, tất cả đều khiến mọi người vô cùng chờ mong. Không nói đến Tam Tiểu Vương, trong bảng 10 gần như không có ai yếu, đều mạnh đến mức đáng sợ. Chiến mã Tân Tú mang khí thế hung hăng, bọn họ vượt qua từng người trong Nam Hoa Thất Anh tiến vào bảng 10, khiến người ta rung động không thôi. Còn về công tử Táng Hoa Lâm Nhất, hắn đã là Tân Tú nổi bật nhất trong quần Long Thịnh Yến kỳ này rồi. Truyền kỳ bất bại của hắn luôn có thể khiến người nghe nhiệt huyết sôi trào, hào hứng vô cùng. Đại chiến thập cường có quá nhiều điểm đáng xem, vị trí Lâm Nhất đang ngồi khá đẹp, có thể quan sát toàn diện nhất. Một mặt hắn phải chiến đấu với Tam Tiểu Vương, tiếp tục kéo dài truyền kỳ bất bại của bản thân, một mặt khác hắn phải chịu đựng sức mạnh của mấy người nhóm Trúc Thanh Sơn, dù là mặt nào cũng cực kỳ khó khăn. Đặc biệt là việc đầu tiên,
trong Tam Tiểu Vương có thể chắc chắn Viêm Long Tử và Vũ Hạo Thiên chỉ cần có cơ hội chắc chắn sẽ hành hạ rồi giết chết Lâm Nhất, thậm chí là sỉ nhục hắn. Hai bên thù oán sâu nặng, không cần nhiều lời cũng có thể cảm nhận được. Việc thứ hai cũng rất khó khăn, Lâm Nhất là lấy được danh hiệu kiếm khách trẻ tuổi mạnh nhất cổ vực Nam Hoa. Nhưng vinh dự tân tú mạnh nhất, mấy người nhóm Trúc Thanh Sơn, Phương Hàn Lạc, Bạch Lê Hiên chắc chắn sẽ không chắp hai tay nhường cho hắn, một khi gặp nhau chắc chắn sẽ liều mạng chiến đấu. Sáng sớm, ánh ban mai chiếu rọi, bốn phương tám hướng trong thành Long Vân đều là tiếng bước chân đinh tai nhức óc. Vô số người nối đuôi nhau chạy như bay đến Hồ Cửu Long, khung cảnh náo nhiệt khiến người xem cảm thấy phấn chấn tinh thần. Trong trạch viện của Đại Tần Đế Quốc, mấy người nhóm Mai Hộ Pháp đang đợi Lâm Nhất. Vù! Một bóng người màu xanh đeo hộp đựng kiếm xuất hiện ở phía xa, nhanh chóng đi đến trước mặt mọi người, bóng người đó chính là công tử Táng Hoa Lâm Nhất của Lăng Tiêu Kiếm Các. Mọi người vội vàng nhìn theo, trong mắt lập tức lóe lên vẻ kỳ lạ, khí thế trên người Lâm Nhất cô đọng, ánh mắt dịu dàng. Sáng sớm, ánh mặt trời nhẹ nhàng, gió nhẹ thổi qua, hắn giống như một ánh mặt trời tràn đầy hy vọng, chậm rãi bước tới. Khác với hai ngày trước, hôm nay, uy thế đáng sợ long uy gào thét, mắt rồng như kiếm trong mỗi bước chân của hắn đã lắng đọng hơn rất nhiều. Nhưng lắng đọng như thế cũng không có nghĩa là khí thế của Lâm Nhất yếu đi, mà là hắn đã điều khiển được nó, người luyện võ đều biết thu lại khó hơn phóng ra nhiều. Thực lực của Lâm Nhất lại có tiến bộ. Tu luyện bí thuật đến đâu rồi? Mai Hộ Pháp sờ râu cười híp mắt hỏi, những người khác cũng tỏ vẻ tò mò. Lâm Nhất thành thật đáp, đã tiến bộ hơn một chút rồi, nhưng vẫn chưa đến viên mãn. Học hỏi đại chiến bảng 10 trước đó xong thì được nghỉ dưỡng sức 2 ngày, kiếm uy thương long của Lâm Nhất coi như miễn cưỡng có thể thu phóng tự nhiên, nhưng vẫn còn chưa đến mức long kiếm hợp nhất. Lâm Nhất có kinh nghiệm tu luyện kiếm đạo phong phú. Rõ ràng là vì khả năng thực chiến không đủ, phải dựa vào những trận đại chiến chân chính mới có thể đạt đến cấp độ long kiếm hợp nhất. Trận chiến hôm nay cứ giữ tâm lý bình thường, nhất định phải bảo vệ mạng sống của bản thân. Mai Hộ Pháp cẩn thận dặn dò, thành tựu của Lâm Nhất bây giờ đã là nổi bật lắm rồi, long vận trên người hắn cũng sẽ gia trì cho Lăng Tiêu Kiếm Các. Nhưng nếu hắn chết vào lúc này, về công về tư, Mai Hộ Pháp đều khó chấp nhận được. Ta không thích giữ tâm lý bình thường cho lắm, ta chỉ muốn không thẹn với lòng thôi, nhưng ta sẽ chú ý an toàn. Câu trả lời của Lâm Nhất rất thực tế, hắn vẫn luôn như thế, tâm lý bình thường khiến người khác kiểm soát được lòng tham, nhưng quá bình thường sẽ khiến người khác quá đáng với mình. Nếu hắn đã bước vào bảng 10, thì nhất định phải dốc sức tranh giành vị trí đầu bảng Long Vân. Giữ tâm lý bình thường cái gì? Hắn chỉ muốn không thẹn với lòng. Không thẹn với kiếm, hắn muốn dốc hết khả năng của bản thân giành lấy hạng nhất. Phía sau hắn đã không còn đường lui nữa. Mai Hộ Pháp thoáng sửng sốt, không ngờ kiếm tâm của Lâm Nhất lại mạnh mẽ đến thế, một lúc sau, ông ta mới nói, vậy thì lên đường thôi. Nửa khắc sau, hội trường xung quanh Hồ Cửu Long cố vô số ánh mắt tập trung vào 10 tuyển thủ mạnh nhất của quần Long Thịnh Yến lần này, lúc này, những người khác đều như nhân vật phụ. Trong quần Long Thịnh Yến, ánh sáng trên người 10 người này gần như đã che khuất toàn bộ những người khác trong 100 người mạnh nhất. Dù danh tiếng có vang dội đến mức nào, thì lúc này vẫn trở thành người xem chiến bình thường, võ đài này đã không còn thuộc về họ nữa. Thắng làm vua thua làm giặc, con đường võ đạo luôn tàn khốc như thế. Vù! Trên đài thăng long khổng lồ duy nhất còn lại trên Hồ Cửu Long, 10 trọng tài quan trọng của Thánh Minh đều tập trung ở đây. Sau khi thấy mọi người đều tập trung đông đủ, trọng tài cấp cao nhất tuyên bố đại chiến thập cường chính thức bắt đầu. Trận chiến đầu tiên, Ô Tiếu Thiên chiến đấu với Phương Hàn Lạc. Lai lịch của Phương Hàn Lạc trước giờ luôn rất bí ẩn, công pháp và chiêu thức của hắn ta cũng khiến người ta không thể nhìn thấu, trước quần Long Thịnh Yến hoàn toàn chưa từng nghe đến tên người này. Người duy nhất có thể so sánh với hắn ta có lẽ chỉ có Trúc Thanh Sơn thôi, nhưng Trúc Thanh Sơn đeo mặt nạ. Nếu tháo mặt nạ xuống chưa chắc vẫn có thể thần bí như vậy. Chỉ có hắn ta để lộ khuôn mặt ra bên ngoài, nhưng không ai biết hắn ta đến từ phương nào. Tuy trước Thịnh Yến, Lâm Nhất luôn rất khiêm tốn, nhưng chỉ cần nghe ngóng là có thể biết được lai lịch của hắn.
Trước mắt lại không có ai dám coi thường thiếu niên thần bí trông có vẻ ngây thơ này, quá 10 chiêu không thể chiến thắng Phương Hàn Lạc, đây chính là uy danh hiển hách của hắn ta có được trong quần Long Thịnh Yến. Còn Ô Tiếu Thiên, lúc trước tuy hắn thua trong tay Khương Tử Diệp, nhưng ma công của hắn vẫn khá đáng sợ. Đặc biệt là sau khi thua trận, dường như xích huyết ma long quyền của hắn đã tiến bộ hơn rất nhiều, hai người giao thủ cũng khó phân thắng bại. Mong Ô đại ca chỉ giáo nhiều hơn. Phương Hàn Lạc cười nói, trên mặt là nụ cười đặc trưng của hắn ta, hăng hái phấn chấn, chứa đựng tinh thần mãi mãi không chịu thua. Không dám nói là chỉ giáo, ta chỉ muốn phá hỏng truyền thuyết của ngươi, quá 10 chiêu không thể chiến thắng Phương Hàn Lạc. Ta không tin. Ô Tiếu Thiên cười gần một tiếng, trong mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo, xích huyết ma long quyền của hắn đã nâng cấp hơn rất nhiều, trận chiến này hắn nhất định phải thắng. Ha ha, ta không quan tâm truyền thuyết 10 chiêu gì đó, Ô đại ca, đỡ một quyền của ta trước đi. Phương Hàn Lạc bật cười, sau đó tấn công trước. Hắn ta không thi triển võ kỹ, chỉ truyền chân nguyên, đánh ra một quyền với ý chí hàn băng và thân pháp mạnh mẽ. Vụt. Thân thể như kiếm, quyền mang mạnh mẽ, phong mang vô tận. Trên người cô đọng sát khí, Ô Tiếu Thiên hoàn toàn không nương tay, nâng tay đánh ra một quyền đỡ đòn. Ầm. Trong tiếng vang động trời, hai người ngang sức ngang tài, đều không bị đánh lui. Ánh mắt của hai người giao nhau trên không trung, chợt nhìn nhau cười khẽ, trong sự ngạc nhiên của mọi người, một âm thanh động trời đột nhiên vang lên. Ầm. Trên đài Thăng Long có hàn mang và huyết quang dao động, hai bóng người lập tức trở nên mờ ảo, sau đó đánh ra mấy chục quyền. Thiên băng quyền là quyền mang có sức bộc phá chậm rất mạnh, hàn mang sẽ im hơi lặng tiếng xâm nhập vào trong cơ thể của đối thủ, ăn mòn nó, cuối cùng sẽ chiếm được lợi thế to lớn. Nhưng vừa khóe quyền mang huyết sát của Ô Tiếu Thiên cũng thế, sát khí sẽ ngấm vào trong cơ thể của đối thủ khi giao thủ. Nếu chân nguyên không đủ cô đọng thì rất khó ứng phó, càng về sau sẽ càng khó dây dưa. Thời gian dần trôi, thiên băng quyền của Phương Hàn Lạc ngày càng trở nên mạnh mẽ, lực đấm hào hùng, giống như những ngọn núi băng không ngừng mọc lên. Người này còn nhỏ sao lại có căn cơ sâu như thế, không phải vừa thăng lên bán bộ thiên phách chưa bao lâu sao? Sắc mặt Ô Tiếu Thiên rất nặng nề, giao chiến với hắn gần mấy trăm quyền. Chân nguyên của đối phương chẳng những không yếu đi, mà hàn mang đáng sợ trong quyền mang lại ngày càng lạnh lẽo, khiến hành động của hắn cũng trở nên cứng đờ. Mà quyền mang của hắn đánh lên người đối phương lại như bùn vào biển khơi, hoàn toàn không có tác dụng uy hiếp đối thủ. Ha ha, tiếp tục đây. Phương Hàn Lạc lại đánh tới, rất nhiều núi băng không ngừng nổ tung, hội tụ thành sông băng cuộn trào, nương theo quyền mang như thác đổ xuống. Bốp! Sắc mặt Ô Tiếu Thiên hơi thay đổi, dưới một quyền nghiêm trọng này, hắn bị đánh bay cả trăm mét. Không ngờ trong lúc quyền mang giao nhau lại bị thua, thật sự không thể tin được. Trong dị tượng hỗn loạn trên đài Thăng Long, Ô Tiếu Thiên vốn đang rất mờ ảo bị cú đấm này làm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Xung quanh lập tức vang lên tiếng hô hoán, không ngờ trong trận chiến kịch liệt như thế, Phương Hàn Lạc lại chiếm được lợi thế. Đây không giống phong cách chiến đấu của hắn ta trước đây cho lắm, lúc trước hắn ta đều liều mạng đến khi vết thương chồng chất mới thắng được đối phương. Mới bắt đầu giao thủ đã chiếm được lợi thế to lớn là chuyện trước giờ chưa từng có. Cửu Long Chiến Thiên. Trong mắt Ô Tiếu Thiên gõ vẻ ngạc nhiên, sau đó nổi giận, không thể kéo dài được nữa, tiểu tử này thật sự hơi kỳ lạ. Lá bài tẩy khi giao thủ với Khương Tử Diệp trước đó lại xuất hiện trước mắt mọi người một lần nữa, nhưng lần này cũng không phải 9 con huyết mãng. 9 con giao long mới hình thành bay lượn trên người Ô Tiếu Thiên, từ mãng xà biến thành giao long, rõ ràng đã mạnh hơn rất nhiều, dù chỉ là mới hình thành nhưng cũng đáng sợ hơn huyết mãng nhiều. Gào! Ô Tiếu Thiên gầm thét một tiếng, quyền mang giữ lấy 9 con giao long màu máu, dùng khí thế vô cùng mạnh mẽ tấn công đối thủ. Sắc sắc sắc, cú đấm này có khí thế quá mạnh, ngay cả mặt đất cũng xuất hiện vết nứt, nét mặt Phương Hàn Lạc rất nặng nề, trong mắt không ngừng có ánh sáng chớp lóe. Tìm thấy rồi. Đột nhiên, sâu trong đáy mắt hắn ta có luồng phong mang lạnh lẽo bùng ra, khóe miệng lộ rõ nụ cười vô cùng hưng phấn. Xương Hàn Tinh Bảo.
Hàn ý vô tận ngưng tụ lại như một vì sao bừng nở nơi quyền mang của hắn ta, những hạt bụi li ti bay trong không khí đều bừng sáng và trở nên trong suốt dưới ánh sáng chiếu rọi. Giác! Hai luồng quyền mang va chạm vào nhau, bỗng có âm thanh vỡ vụn vang lên, âm thanh đó lớn đến mức như tiếng sấm nổ đùng đùng không ngừng. Vậy mà lại là Phương Hàn Lạc tìm được chỗ sơ hở trong quyền mang của Ô Tiếu Thiên, chín mô hình giao long huyết sắc lập tức nứt toác. Nổ tan tành thành vô số đốm sáng đếm không xuể, những đốm sáng kia ở giữa không trung lại bị đóng băng lại, chặn đứng khả năng để Ô Tiếu Thiên ngưng tụ lại một lần nữa. Phụt! Khóe miệng rỉ ra máu tươi, Ô Tiếu Thiên sau khi rơi xuống đất liền có chút bất đắc dĩ nói, chiêu này lại bị ngươi tìm được sơ hở, ta thua rồi. Đã nhường rồi. Phương Hàn Lạc nhếch miệng cười, nuốt chừng hơn một nửa khí huyền hoàng của đối phương. Long ảnh ở phía sau lưng bỗng lập tức tỏa ánh hào quang, vô số vảy rồng chi chít trên thân cũng như được phủ lên một lớp ánh kim. Điều khiến người ta càng ngạc nhiên hơn là, long ảnh kia sinh ra bốn cái móng, so với ba cái móng trước đây thì đã nhiều thêm một cái. Kim long bốn móng. Hiện tượng kỳ lạ như vậy cũng khiến cho người ta phải ngạc nhiên không thôi. Hai mắt Lâm Nhất thoáng nghiêm lại, không quá để ý đến hiện tượng lạ này. Mà ngược lại hắn càng hiếu kỳ ý nghĩa trong phong mang phát ra từ đôi mắt của đối phương. Cổ thực là luồng phong mang này quá mức quen thuộc. Có phải nó gần giống với bí thuật của mắt trúc long? Hay đó chính là kiếm ý mà chỉ kiếm khách mới có? Lâm Nhất như có điều suy tính, tên Phương Hàn Lạc này không đơn giản, trước đó hắn cảm thấy đã nhìn thấu được người này, nhưng không ngờ là vẫn còn thứ mà hắn chưa nhìn ra. Rất rõ ràng. Khi hắn ta đối mặt với uy lực mạnh mẽ hơn của Cửu Long Chiến Thiên, cảm nhận được áp lực còn lớn hơn cả tuyệt trần cho nên không khỏi sử dụng đến con át chủ bài giấu kỹ lâu nay. Người bên cạnh có lẽ không chú ý đến, nhưng Lâm Nhất thân là kiếm khách, ngược lại hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng điểm này. Mắt trúc long và kiếm ý đều có thể nhìn ra được sơ hở của đối thủ, khác ở chỗ mắt trúc long là thiên phú, kiếm ý lại là một loại năng lực được tôi luyện ra trong quá trình tu luyện không ngừng. Giống như yêu thú phi cầm, bản thân nó từ khi sinh ra đã có thể bay lượn trên bầu trời, mà võ giả thì phải cần tu luyện không ngừng mới có thể học được, sự khác biệt trong đó quả thực rất rõ ràng. Hơn nữa mắt trúc long không chỉ nhìn thấu được tất cả, mà nó còn có thể quan sát linh khí, phân biệt thật giả, hóa giải huyễn tượng, thậm chí nhãn lực còn có thể tăng lên gấp chục lần trăm lần. Bất kể là mắt trúc long hay là kiếm ý, thì cũng không thể coi thường Phương Hàn Lạc này. Ô Tiếu Thiên thua không oan cũng phải thôi. Long ảnh của Phương Hàn Lạc lại có thể biến thành kim long bốn móng, trước đó long ảnh không hề cử động kia hóa ra phải đến cuộc đại chiến 10 thứ hạng đầu này mới có thể đột phá. Có bốn móng thì sẽ có thể có năm móng, ngũ trảo cửu trượng, đây rõ ràng là ứng với cửu ngũ chí tôn trong truyền thuyết mà. Nói như vậy thì người đứng đầu bảng có thể thua được long ảnh, có khả năng là vương giả chân long. Có thể một hơi luyện hóa hết tinh không thần long kia. Cuộc chiến giữa Tam Tiểu Vương có lẽ sẽ vô cùng cam go, một khi luyện hóa được long khí thì cách biệt sẽ bị kéo ra rất xa. Trò hay đã bắt đầu rồi đây. So với Lâm Nhất, những người bên cạnh rõ ràng càng chú ý đến kim long bốn móng trên người Phương Hàn Lạc, bất kể là bốn móng hay là kim long thì đều đã xảy ra dị biến, khiến bọn họ giật mình chấn động. Một đám kiến hôi. Bây giờ mới hiểu được ý nghĩa của người đứng đầu bảng. Trên vị trí chỗ ngồi của Tử Nguyệt Động Thiên, đáy mắt Phú Hạo Thiên lóe lên vẻ khinh miệt, trong mắt hắn ta, gần như tất cả đám võ giả ngồi trên khán đài đều chỉ là lũ kiến tép siêu. Có thể dễ dàng bóp chết mà không tốn chút sức nào, thậm chí hắn ta còn lười không thèm nhìn đến. Viêm Long Tử của Thiên Yêu Các cũng có ánh mắt nóng rực như vậy, trong người hắn ta có một chút huyết mạch của Viêm Long. Cho nên long khí này đối với hắn ta mà nói cực kỳ quan trọng. Đến ngay cả Triệu Vô Cực trước giờ vẫn luôn kín đáo thì nay ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng. Trận chiến đầu tiên trong cuộc chiến đấu giành 10 thứ hạng đầu đã triệt để đốt lên ngọn lửa nhiệt huyết đang sôi trào trong lòng đám yêu nghiệt này. Cả hội trường cũng sôi sục theo, bọn họ vô cùng mong đợi thời khắc giao đấu tiếp sau đây. Đúng vào lúc này, trọng tài Thánh Minh trầm giọng nói, trận này Nguyệt Vi Vi đấu với Khương Tử Diệp. Ào! Lời vừa dứt, hiện trường bỗng rào rào vang lên tiếng trao đổi,
10 người đứng đầu chỉ có 2 người là nữ. Mà hai người này đều có những sự tích như truyền kỳ, nhất là Nguyệt Vi Vi, được mọi người coi như yêu tinh, rõ ràng đẹp đến không bút tích nào tả xiết, nhưng mỗi một hành động một nụ cười lại khiến cho người ta không dám đến gần. Nhất là khi nhớ đến hậu quả của Khuynh Nhược U, càng khiến bọn họ hiểu rõ được hậu quả thê thảm khi đắc tội với người đẹp tuyệt sắc có nụ cười như tiên nữ này. Còn về Khương Tử Diệp, mặc dù nói dung mạo của nàng ta không sánh được với Nguyệt Vi Vi, nhưng lại có nét phong thái riêng biệt, nàng ta thuộc kiểu nữ tử không thua kém gì nam tử. Trên người nàng ta có thể nhìn ra được vẻ anh khí, hiên ngang mạnh mẽ của nam tử, nhưng vẫn giữ được sự thùy mị và kiêu ngạo của nữ tử. Hai nữ tử này rõ ràng đều không phải là người có thể dễ dàng thân cận, người trước thuộc kiểu yêu tinh chỉ cần liếc nhìn nhiều hơn vài lần là sẽ đánh mất cả linh hồn, còn người sau thì cũng chỉ dám nghĩ ở trong lòng chứ tuyệt đối đánh không lại. Hai nữ tử này cũng có những điểm tương tự nhau, bất kể là Nguyệt Phi Vi và Lâm Nhất, hay là Khương Tử Diệp và Ô Tiếu Thiên đều khiến người ngoài cảm nhận được chút ái muội trong đó. Thực lực của bọn họ vô cùng xuất sắc, quang mang của bọn họ cũng khiến cho không ít nhân tài thiếu niên cũng phải kém sắc, phong thái xuất thần, đợi đến khi cả hai đáp xuống trên đài Thăng Long thì xung quanh lại vang lên một hồi ồn ào nữa. Khương Tử Diệp đấu với Nguyệt Phi Vi, không biết là ai có thể giành được chiến thắng đây. Nguyệt Phi Vi khiến người ta không thể dò đoán, bề ngoài mang vẻ coi quần long thịnh yến này như chốn vui chơi, còn về thực lực có bao nhiêu thì thực sự nhìn không ra. Khương Tử Diệp trái lại khá nghiêm túc, nhưng rốt cuộc đã dùng hết bao nhiêu phần thực lực thì cũng khó mà nói chính xác được, nghe đến nàng ta từng giao đấu hơn 100 chiêu với Diệm Long Tử mà không bị thua, khiến đối phương biết khó mà lùi. He he, ta nói các ngươi nghiêm túc như vậy làm cái gì? Hai người đều là những người đẹp khuynh thành, trận chiến này bất luận ai thắng ai thua, chắc chắn sẽ không khiến cho chúng ta phải thất vọng. Nói không sai, trận chiến này so ra với trận Nguyệt Phi Vi đấu với Khuynh Nhược U còn thú vị hơn nhiều. Trên khán đài, tiếng bàn luận rì rào vang lên, hưng phấn được đẩy lên cao còn vượt qua cả trận đấu của Ô Tiếu Thiên và Phương Hàn Lạc lúc nãy nhiều. Ngay đến cả Lâm Nhất cũng có vẻ đầy hứng thú, hắn rõ ràng quan tâm đến trận đấu này nhiều hơn trận đấu lúc trước một chút, có lẽ là vì có thể nhìn ra được chút manh mối gì đó từ Nguyệt Vi Vi. Bây giờ hắn có thể khẳng định được là Nguyệt Vi Vi và Tô Tử Giao, Lưu Thương còn có Lý Vô Ưu đều đến từ thế giới kia, hơn nữa còn có lai lịch không tầm thường. Chỉ là mục đích là gì thì đến bây giờ hắn vẫn không thể đoán được. Đối với việc đào hôn mà nàng ta nói, Lâm Nhất không hề tin tưởng, hoặc có lẽ nguyên nhân phần lớn còn là vì cổ lộ thần bí trong tinh không kia. Trên đài, Khương Tử Diệp mở miệng nói trước, nàng ta cười nói, còn mong Vi Vi muội muội hạ thủ lưu tình, tỷ tỷ không sợ trường nhảy múa. Nàng ta hạ tư thái của mình rất thấp, hai người này trước đó từng giao đấu với nhau khi tranh vé vào vòng 10, nhưng đó là trong tình huống mà cả hai bên đều đã xác định có được tấm vé vào vòng tiếp theo trong tay rồi. Chỉ đơn giản là thăm dò, còn xa mới đến được mức giao đấu, song phương hầu như chưa dùng đến thực lực thật sự. Trận chiến này liên quan đến vị trí trong 10 thứ hạng đầu, cho nên không có ai dám lơ là, hơn nữa cũng sẽ không có tình huống hòa nhau xảy ra. Không phân thắng bại, không chết không ngừng. Vậy thì phải xem tỷ tỷ có ngoan hay không đã. Nguyệt Vi Vi cười nghịch ngợm, khiến người ta khó lòng phân biệt được thật giả. Nàng ta rốt cuộc có lại tấu ra một khúc khiến Khuynh Nhược U trở nên vô cùng chật vật kia không? Xin lỗi, tỷ tỷ lại chẳng ngoan. Khương Tử Diệp cười nhạt, ra tay trước. Xoẹt. Bóng nàng ta lóe lên, vạt váy tung bay khi ẩn khi hiện như mây bay trên trời còn mang theo chút hàn ý. Cảm nhận được áp lực do Khương Tử Diệp mang đến, Nguyệt Vi Vi không dám coi thường, sáo ngọc như kiếm. U quang từ sáo ngọc phát ra lạnh lẽo đâm thủng cả hư không, kèm theo đó là tiếng sáo như một cơn gió buốt lạnh đâm thẳng qua. U u. Cùng lúc khi tiếng tiêu vang lên, gió lạnh cũng luồn qua tiếng tiêu đánh về phía trước người của Khương Tử Diệp. Giáng Vân Thủ. Khương Tử Diệp đột ngột biến chiêu, cả người bỗng dừng khựng lại ở giữa không trung, nhấc tay lên tóm vào hư không. Uỳnh. Trên bầu trời có thể nhìn thấy tầng mây giống như chiếc phễu đang dần chuyển động, đi kèm với đòn tấn công này của Khương Tử Diệp còn có lực hút khủng khiếp được bắn ra. Giác,
Giữa không trung truyền đến âm thanh nứt vỡ không ngừng, sắc mặt Nguyệt Vi Vi thoáng thay đổi, tàn ảnh sinh ra trong lúc nàng ta vội vàng lui về phía sau đều bị Khương Tử Diệp tóm được, nhìn khủng khiếp như thể hồn phách đều bị hút đi. Mạnh quá! Tất cả mọi người hít sâu một hơi lạnh, đòn tấn công kinh người như vậy, đổi lại là những nhân tài khác trong 100 người đứng đầu thì có lẽ đa phần đều sẽ bị bắt được. Ý chí vân của Khương Tử Diệp quả thực đã tu luyện đến mức độ cao thâm khó lường, không chỉ là tụ tán vô thường nữa. Chém! Nguyệt Phi Vi phản kích vô hiệu còn bị ép lui, cơ thể nàng ta ở giữa không trung xoay một vòng, giống như đóa mẫu đơn đỏ tươi đang bừng nở rộ. Xuân ý giạt rào vô hạn, khiến cho trăm hoa ảm đạm thất sắc. Tiêu ngọc trong tay nàng ta rơi xuống tạo thành một quầng ánh sáng đỏ rực hình vòng cung, tựa như giữa bầu trời rơi xuống vầng trăng khuyết, lấy ý cảnh giạt rào tấn công thẳng về phía Khương Tử Diệp. Ao! Khi ánh sáng hình trăng khuyết màu đỏ máu kia đáp xuống, có ánh sáng đỏ tươi bao trùm khắp cả đài Thăng Long, ánh sáng kia hoa lệ mà tùy ý. Thu! Khương Tử Diệp không dám lơ là, cơ thể như cành liễu nhẹ nhàng bay lên, khi đáp xuống đất liền có vô số sương mây tụ lại. Lôi cực phân bảo. Đợi đến khi nàng ta phóng thích hết làn sương mây kia ra, từng đám mây va chạm với nhau bắn ra vô số tia điện màu tím chói mắt. Rắc rắc rắc. Luồng ánh sáng chói lọi như vầng trăng khuyết rơi xuống kia bị tia điện khủng khiếp làm cho nổ tan tành. Phá. Khương Tử Diệp điểm một cái. Những mảnh vụn còn sót lại của vầng sáng hình trăng khuyết kia cũng tan luôn thành cho bụi, ánh sáng đỏ bao trùm khắp đài Thăng Long cũng đồng thời sụp đổ. Tỷ tỷ đúng là chẳng ngoan một chút nào. Cơ thể Nguyệt Phi Phi ở giữa không trung lại bị chấn động văng ra, oán hận nói, bộ dạng khiến người ta thương tiếc vô cùng. Nhưng nàng ta ở giữa không trung, lấy sáo ngọc làm kiếm, kiếm quang liếp tiếp phóng xuống, chiều sau hung hãn hơn chiều trước. Tất cả mọi người lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, kiếm pháp của Nguyệt Phi Phi lại đạt đến trình độ này, hơn nữa nàng ta còn nghĩ ra việc kết hợp nó với âm luật, vô cùng phong cách và khác biệt. Chẳng qua điều khiến người ta ngạc nhiên hơn nữa là Khương Tử Diệp, ý chí vân của nàng ta quả thực là đáng sợ, thiên biến vạn hóa, giạt rào như biển. Vũ, vụ, lôi, phong đều có thể được tiến hóa ra từ biển mây vô biên vô tận, những dị tượng đáng sợ như hô phong hoán vũ. Sấm rền chớp giật mà nàng ta lại có thể nhấc tay liền dễ dàng biến hóa ra được. Càng khoa trương hơn là mỗi một loại dị tượng này, nàng ta đều lĩnh ngộ ra được võ học tương ứng, mà không chỉ đơn thuần là dựa vào dị tượng để trấn áp đối phương. Hải thượng sinh minh nguyệt. Bỗng nhiên, Khương Tử Diệp lại đánh một trường qua, trong làn sương mây mịt mờ, nơi đường chân trời có một vầng minh nguyệt treo lơ lửng. Làn mây vô biên vô tận lúc này giống như một mặt hồ tĩnh lặng. Soi bóng vầng trăng sáng đang treo lơ lửng trên trời kia. Quỳnh. Ý cảnh như vậy khiến cho Nguyệt Phi Phi ở giữa không trung đang liên tiếp đánh xuống kiếm quang bị chấn động đến văng ra ngoài. Kiếm phong không còn, tiếng sáo lác đác. Keng keng. Trong lúc cơ thể Nguyệt Phi Phi bay ngược về phía sau, nàng ta cuối cùng đặt sáo ngọc lên môi, từng tiếng sáo thánh thoát như tiếng sáo trời vang lên. Mái tóc đen dài óng ả tung bay, nụ cười trên gương mặt đã thu lại. Duy chỉ có vẻ đẹp vương nơi đầu mày vẫn mang nét tuyệt thế. Theo khúc nhạc trầm bổng của tiếng sáo, quanh người Nguyệt Phi Phi có nguồn năng lượng cực kỳ dồi dào tụ lại, đó là sóng âm đang không ngừng tụ lại. Thiên Hoàng phá vân chỉ. Một cảnh tượng khủng khiếp xuất hiện ngay giữa không trung, trước đó thạch chỉ thần bí đánh bại Ô Tiếu Thiên đã phá một tầng mây dày. Chỉ lộ ra một nửa, lúc này điểm vào xung quanh người Nguyệt Phi Phi, thoáng chốc có tiếng nổ rung trời vang lên. Vô số sóng âm hóa thành từng con chữ phát tán ra ngoài. Tiếng sáo của Nguyệt Phi Phi đã bị chặn lại một cách triệt để, ánh sáng trên người tản đi, giống như từng cánh hoa rơi rụng. Không đánh nữa, tỷ tỷ ngươi thắng rồi. Nguyệt Phi Phi thở dài, chu miệng nói. Muội muội đã nhường rồi. Khương Tử Diệp khẽ mỉm cười, đối phương vẫn còn sức mạnh để chiến đấu tiếp, nàng ta có thể cảm nhận được. Hi hi. Tỷ tỷ vẫn khá là ngoan. Nguyệt Phi Phi ngay trước đó còn đầy vẻ yêu thương liền nở nụ cười tươi rói, nhẹ nhàng rời đi. Trận chiến này, Khương Tử Diệp thắng. Chẳng qua những khán giả ngồi xem đều có thể nhìn ra được, Nguyệt Phi Phi quả thật không quá để tâm đến thắng thua, dường như nàng ta càng hưởng thụ quá trình thi đấu hơn. Lâm Nhất bên dưới đài,
đáy mắt thoáng lộ vẻ nghiền ngẫm. Người bên ngoài chỉ nhìn thấy Nguyệt Phi Vi vừa rồi ở giữa không trung kết hợp âm luật với kiếm pháp, khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Nhưng Lâm Nhất lại có thể ngẫm ra được 108 loại kiếm pháp, hơn nữa, mỗi một loại kiếm pháp nếu như thực sự thi triển ra hết thì chắc chắn sẽ không yếu hơn bá kiếm, thậm chí nói không chừng còn mạnh hơn. Chỉ là trình độ kiếm đạo của yêu tinh này rõ ràng không cao, kiếm pháp mặc dù gì nhưng đều không tu luyện được đến cảnh giới cao. Tỷ tỷ này khá thú vị. Trong đáy mắt của Phương Hàn Lạc cũng lóe vẻ khác lạ, ngạc nhiên không thôi. Trận đấu tiếp theo, Bạch Lê Hiên và Triệu Vô Cực. Giọng nói của trọng tài vừa dứt, sau một thoáng yên lặng, bỗng có những tiếng hô bùng lên như tiếng sấm nổ. Trong Tam Tiểu Vương rốt cuộc cũng có người lên đài rồi, còn là Triệu Vô Cực vô cùng kín đáo, hơn nữa đối thủ của hắn ta cũng là Bạch Lê Hiên, một người có thực lực vô cùng khủng bố trong số những tân tú. Một trong những tân tú đấu với Tam Tiểu Vương, đây là trường hợp đầu tiên. Tiếp sau đây sẽ có chuyện để xem rồi. Cuộc đại chiến của Nguyệt Phi Vi và Khương Tử Dạ đã đủ đặc sắc, nhưng mọi người vẫn còn chưa kịp hồi tưởng lại dư vị thì đã lập tức được xem tiếp trận đấu giữa Bạch Lê Hiên và Triệu Vô Cực. Quần long tranh đấu đi đến ngày hôm nay đúng là có quá nhiều thứ xem không hết, hầu như khiến bọn họ khó lòng mà dừng lại được. Kinh Lôi Kiếm Bạch Lê Hiên, một trong năm đại tân tú, trong lòng mọi người hắn ta thậm chí có thể phân cao thấp được với Trúc Thanh Sơn. Thậm chí cả Lâm Nhất, trước mắt đang được mọi người công nhận là tân tú hạng nhất, đang chờ đợi những người khác đến khiêu chiến. Trong Tam Tiểu Vương thì có Viêm Long Tử tương đối tàn nhẫn, Vũ Hạo Thiên bá đạo, còn Triệu Vô Cực thì kín đáo hơn nhiều. Kín đáo thì đương nhiên sẽ mang vẻ thần bí, từ lúc Quần Long Thịnh Yến bắt đầu cho đến bây giờ, Triệu Vô Cực đều không mấy thi triển thực lực thật sự. Trận chiến này có thể nói là tâm điểm của tất cả mọi người. Tất cả các võ giả trên khán đài và những nhân tài khác đều đang vô cùng hưng phấn. Lâm Nhất, ngươi cảm thấy ai sẽ giành chiến thắng? Vẻ mặt Mai Hộ Pháp nghiêm trọng, đáy mắt lóe vẻ lo lắng, cất lời hỏi. Ô! Đáy mắt Lâm Nhất thoáng vẻ khác lạ, hắn ngược lại cảm thấy hơi lạ, thì đầu đến lúc này, Mai Hộ Pháp còn chưa từng hỏi hắn câu hỏi như vậy bao giờ. Nhưng mà cũng có thể hiểu được, trước khi Lâm Nhất đến Lăng Tiêu Kiếm Các, Mai Hộ Pháp chính là sư phụ của Bạch Lê Hiên, sư phụ, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Cho dù Bạch Lê Hiên đã rời khỏi Lăng Tiêu Kiếm Các nhưng từ sâu trong nội tâm của Mai Hộ Pháp, ông ấy vẫn không thể từ bỏ được đồ đệ mà ông đã từng đắc ý nhất này. Lâm Nhất hơi ngập ngừng, theo như những gì hắn biết, cơ hội chiến thắng của Bạch Lê Hiên không lớn. Bạch Lê Hiên trước đó có thể liên tục giành phần thắng là bởi thánh thể chiếm lợi rất nhiều. Nhưng so với nền tảng thâm sâu của Tam Tiểu Vương mà nói thì rõ ràng không hề có ưu thế. Còn về kiếm đạo, vô cùng không may, Bạch Lê Hiên dung hòa ý chí lôi đình. Từ trên xuống dưới của Tử Lôi Tông, từ đệ tử đến trưởng lão, trình độ đạo lôi đình đều đã đạt đến mức cao thâm khó dò, Triệu Vô Cực còn là người đứng đầu trong số đó thì trình độ cao ở mức nào không cần nói cũng rõ. Ý chí lôi đình của hai người này, chắc chắn là cách biệt một trời một vực. Triệu Vô Cực ắt sẽ có ưu thế áp đảo. Nhưng ưu thế có thể được nhắc đến ở đây có lẽ là Thương Long Kiếm Quyết, chẳng qua Triệu Vô Cực có thể trở thành một trong Tam Tiểu Vương thì chắc chắn cũng có được cơ duyên kỳ ngộ của mình, công pháp mà hắn ta tu luyện chưa chắc đã kém hơn Thương Long Kiếm Quyết. Vẫn có chút khả năng thắng. Lâm Nhất cân nhắc một hồi mới mở lời, hắn không nói quá chắc chắn. Phần thắng duy nhất của Bạch Lê Hiên hẳn là sự đột phá từ đường cùng trong trận quyết đấu, hoặc cũng có thể cơ hội này hơi mịt mù. Mai Hộ Pháp nghe ra được ý của Lâm Nhất, vẻ mặt càng trở nên nghiêm trọng, lắc lắc đầu nói, có thể đi được bước nào hay bước ấy, Tiểu Bạch đã không dễ dàng gì rồi. View. Bóng của hai người đồng thời đáp xuống đài Thăng Long, đứng đối diện nhau, cách nhau khoảng mấy trăm mét. Một người là Hắc Mã Tân Tú non nớt. Tuổi trẻ ngông cuồng, phong mang đang hồi hưng thịnh, một người là yêu nghiệt nổi tiếng từ lâu, danh tiếng như sấm rền bên tai, Triệu Vô Cực của Tam Tiểu Vương có phần kín đáo thần bí. Trận giao đấu giữa hai người mới và cũ này ắt sẽ vô cùng căng thẳng và đặc sắc. Ngươi muốn thắng ta, rất khó. Triệu Vô Cực không nói nhiều, chỉ nhìn Bạch Lê Hiên một cái, bình tĩnh nói. Bạch Lê Hiên đối mặt với Triệu Vô Cực,
một trong tam tiểu vương, đối phương dù chưa từng để lộ chút thanh uy nào nhưng đã khiến cho hắn ta cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhưng dù gì cũng phải đấu, không thử thì ai lại biết được kết quả thế nào chứ? Bạch Lê Hiên hồi phục tinh thần, vẻ mặt đã dần bình tĩnh lại, đáy mắt bắn ra chiến ý nóng bỏng. Nhìn thấy chiến ý trong mắt đối phương, Triệu Vô Cực trầm lặng một thoáng, nói cũng được. Ta nhường ngươi ba chiêu vậy, nếu không ngươi thua thảm quá thì đến cơ hội thử một chút cũng không có. Ào! Nghe thấy lời nói này của Triệu Vô Cực, bên dưới khán đài bỗng rộ lên xôn xao, Triệu Vô Cực này có phải quá coi thường người ta rồi không? Tên này đúng là kẻ mạnh kiệm lời. Phong Dã hé hé miệng, có chút cảm khái nói. Quả thực là những kẻ mạnh luôn kiệm lời, khi mở miệng thì sẽ là ngươi đánh không lại ta, câu thứ hai liền nói nhường ngươi ba chiêu, lấy sự tự tin mạnh mẽ đập thẳng vào mặt người ta. Đây là một loại chiêu trò, đừng có bị mắc lừa. Lâm Nhất nhíu mày, đối phương tương đối lão luyện, cái gọi là nhường ba chiêu này vừa có thể áp đảo tinh thần đối phương, gây áp lực cho đối phương, còn có thể khiến đối phương xem nhẹ cảnh giác. Một khi mắc bẫy, nếu như ba chiêu không lấy được ưu thế thì sẽ xuất hiện một loại cảm giác hụt hẫng cực lớn. Cũng chính vào lúc ba chiêu này vừa qua đi, sơ hở sẽ lập tức xuất hiện. Không cần thổi mạnh cũng có thể hạ gục được đối phương. Bạch Lê Hiên hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh lẽo, hờ hững nói, các hạ cũng quá coi thường ta rồi, ngươi nhường ta ba chiêu, cho dù ta có thắng thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, đừng nói nhảm nữa, tiếp chiêu đi. Keng! Bạch Lê Hiên vốn dĩ đã âm thầm chuẩn bị từ lâu, rút kiếm ra khỏi vỏ, giây phút khi kiếm quang chói mắt bắn ra, giữa bầu trời kia bỗng vang lên tiếng sấm nổ đi đùng đinh tai. Trong đám mây điện cuồn cuộn, thấp thoáng như có long ảnh khí thế hào hùng đang bay lượn, khiến cho kiếm uy lôi đình này càng thêm bá đạo. Đây chính là điểm tuyệt diệu của Thương Long kiếm quyết, tu luyện càng sâu, kiếm rút ra như rồng, cực kỳ hung bạo. Xoẹt! Tia sét lóe lên giữa không trung, bóng người đã biến mất, cũng không thấy kiếm quang đâu. Một kiếm này của Bạch Lê Hiên chỉ có thể dùng một chữ nhanh để hình dung, nhanh đến cực điểm. Nhanh đến mức khiến người ta không thể thể hít thở được trọn vẹn. Hơi chậm một chút. Triệu Vô Cực cong ngón tay, có tiếng bảo kiếm vang lên ong ong giữa không trung. Tiếp đó mọi người nhìn thấy một cái búng tay này đã ép Bạch Lê Hiên phải hiện thân. Ong. Kiếm trong tay hắn ta bị cái búng tay này đánh cho bật cong lại. Đợi đến khi thân kiếm thẳng lại thì tiếng kiếm âm vang vọng kia đã không ngừng chồng chất lên. Chỉ riêng loại kiếm âm này thôi đã khiến màng nhĩ của mọi người phát đau. Quỳnh! Kiếm âm lan ra, trên mặt hồ gần khu vực đài Thăng Long bị tác động tạo thành từng cột nước sộc thẳng lên trời, tựa như con rồng khổng lồ lao vút lên mây. Hai người tiện tay tung ra một chưởng đã tạo ra hiện tượng đáng sợ như vậy, khiến người xem kinh hãi đến mức không dám chớp mắt. Triệu Vô Cực búng tay một cái đánh bay đối thủ, sắc mặt vẫn vô cùng ung dung. Chẳng qua bỗng nhiên mọi thứ thay đổi, một chiêu này chưa hề dừng lại tại đây. Kiếm thân trong lúc rung chấn, lại càng rung càng nhanh, kèm theo đó là âm thanh rung lên, cả đài Thăng Long cũng theo đó mà rung chuyển. Trong tiếng sấm rền liên tiếp, không gian phía trước mặt Triệu Vô Cực bỗng xảy ra hỗn loạn. Không chỉ bóng người Bạch Lê Hiên chồng chất lên nhau mà đến tầng mây và không khí cũng đều trở nên vặn vẹo. Sấm rền tứ phương. Đây mới là điểm lợi hại thực sự trong chiêu này của Bạch Lê Hiên, hắn ta điên cuồng hét lên một tiếng, trường kiếm như rồng, trong không gian hỗn loạn vặn vẹo, dồn sức lao thẳng về phía đối phương. Rất mới mẻ, chẳng qua ý chí lôi đình không chỉ có mình ngươi biết. Triệu Vô Cực búng tay tách một tiếng, kinh lôi thình lình nổ ra. Một tia điện màu bạc vô cùng chói mắt rạch qua bầu trời, ý chí lôi đình thuộc về Triệu Vô Cực bỗng nhiên bùng lên. Kèo theo đó là tiếng sấm của tia sét màu bạc thoáng chốc đã đánh tan mấy trăm đạo lôi minh của đối phương. Phụt! Không gian hỗn loạn trở lại bình thường, người Bạch Lê Hiên ở giữa không trung, khóe miệng rỉ ra dòng máu tươi sau đó bị chấn động rơi xuống. Ý chí lôi đình và kiếm ý dung hòa sâu quá. Lâm Nhất nhíu mày, Bạch Lê Hiên dung hòa hai thứ này với nhau rất sâu, vốn dĩ là chuyện tốt. Nhưng khi đối đầu với Triệu Vô Cực thì lại rất bất lợi. Ý chí lôi đình của hắn ta đã bị áp đảo, khiến cho kiếm ý cũng bị tổn thương, lập tức sẽ phải chịu một vết thương không nặng không nhẹ. Mạnh quá!
Đây chính là thực lực của Tam Tiểu Vương sao? Tiếng hô kinh hãi bên dưới đài vang lên dần dần, gương mặt mọi người ngây ngốc mắt trợn tròn, một cái búng tay mà đã áp đảo Bạch Lê Hiên, cái này phải khủng bố cỡ nào chứ? Vẻ mặt Bạch Lê Hiên trở nên đặc biệt nghiêm trọng, Tam Tiểu Vương đúng là danh bất hư truyền, nhất là thực lực của Triệu Vô Cực này quả thực là khắc tinh với mình. Chỉ dựa vào chút thủ đoạn này thì có lẽ chẳng thể ép đối phương phải lộ ra con át chủ bài của mình, cách biệt lớn đến mức khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Cơn giận của Thương Long. Thúc đẩy Thương Long kiếm quyết lên mức cực hạn, kiếm của Bạch Lê Hiên lóe lên lôi quang chói mắt, giữa bầu trời, long ảnh thấp thoáng kia bỗng tiến hóa thành hình dưới một kiếm này. Uỳnh. Hư ảnh Thương Long mang đầy khí tức cổ xưa quanh mình, dưới sự khống chế của kiếm ý lôi đình được cô đọng lại. So sánh với Cửu Long chiến thiên của Ô Tiếu Thiên, mọi người đều có thể nhìn ra được điểm lợi hại của một chiêu này, muốn cô đọng ra được long ảnh thực sự không hề dễ dàng. Một kiếm này tương đối đáng sợ, nhưng vẫn còn chưa hết. Phong! Bạch Lê Hiên ngửa đầu hét lên. Hồng hộc, hồng hộc! Có cơn gió từ phía xa ập đến, khiến cho mặt hồ dậy lên con sóng cực lớn cao đến trăm trượng, rít gào lao đến. Hắn ta không lĩnh ngộ được ý chí phong, gió này thuần túy chỉ dựa vào sự thúc đẩy của chân nguyên mà thành. Chẳng qua có thể trong phút chốc mà tạo ra được cơn gió mạnh cỡ này cũng đủ để thấy được tu vi của người này rất thâm hậu. Hay lắm! Hai mắt Lâm Nhất sáng lên, trong lòng không kiềm được tán thưởng một câu. Thương Long thượng cổ trưởng quản sức mạnh phong lôi, chỉ có lôi thì vẫn chưa đủ, cần có lôi phong kết hợp mới có thể thể hiện được hết uy lực của Thương Long. Uỳnh! Dưới sự khống chế của cuồng phong, long ảnh vốn dĩ đã cực kỳ khủng bố kia càng trở nên chân thực. Thậm chí đến sợi râu của nó cũng đang lắc lư theo gió. Hậu sinh khả úy. Triệu Vô Cực không dám lơ là nữa, hai bàn tay chắp lại, chân nguyên rồi rào cuồn cuộn chuyển động, tia điện bùng lên khắp người hắn ta. Chẳng bao lâu sau, cơ thể hắn ta giống như ngưng tụ thành một cái kén lôi này không ngừng chồng lên nhau thành chín vòng bao quanh người. Rầm. Đợi đến khi Thương Long va chạm với kén lôi, lập tức bùng lên ánh sáng chói mắt, một giây đó lôi mang vạn trượng, bắn ra vô số cột sáng lôi đỉnh chói mắt cao đến trăm trượng. Đâm thủng lỗ chỗ kết giới của đài Thăng Long, cột sáng này vẫn chưa tan đi mà định hình lại giữa không trung. Phụt! Từng tầng kén lôi vỡ nát, Triệu Vô Cực bị chấn bay mấy trăm mét, khóe miệng rỉ máu tươi, sắc mặt hơi tái. Tất cả mọi người giật thót, một kiếm này lại có thể làm cho Triệu Vô Cực bị thương. Hình như còn bị thương không nhẹ. View. Nhưng Bạch Lê Hiên lại không định để cho đối phương có cơ hội nghỉ ngơi, bóng hắn ta lóe lên, nhấc tay tung ra kiếm thứ ba. Cái chạm của Thương Long. Một kiếm này bùng lên, vừa nhanh vừa ác, giống như Thương Long đang vỗ móng vuốt của nó. Kiếm quang chói mắt kia chính là móng vuốt của Thương Long, lấy sức mạnh của Thương Long hung hăng đập qua. Nếu như bị đánh trúng, thì cũng không khác gì bị con yêu thú thiên phách cấp vương giả cắn phải, không chết thì cũng tàn phế. Giác! Nhanh quá, kiếm này quả thực quá nhanh, cũng nắm rất chắc thời cơ, vừa đúng lúc khi Triệu Vô Cực bị chấn bay. Trong lúc nguy hiểm, kiếm này đâm trúng vào ngực của Triệu Vô Cực, Bạch Lê Hiên thậm chí nhìn thấy được vẻ mặt không thể tin nổi của đối phương. Thắng rồi! Nhưng đúng vào lúc khi đáy mắt hắn ta sắp bùng lên sự hưng phấn thì bên tai đột nhiên vang lên âm thanh lạnh lùng nhẹ nhàng như có như không. Mây cuộn mây tan, tụ tán vô thường. Triệu Vô Cực bị đâm trúng bỗng như xương khói tan đi, đợi đến khi tàn ảnh hoàn toàn tan biến, Triệu Vô Cực lau đi vệt máu trên khóe miệng, xuất hiện ở một chỗ xa hơn, trên người không hề có chút thương tích nào. Tất cả mọi người ngạc nhiên hết sức, sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Đây không phải là trò đùa mà Khương Tử Diệp vô cùng quen thuộc hay sao, ý chí vân, thế nào mà Triệu Vô Cực cũng biết, hơn nữa còn không hề kém đối phương. Tiểu đệ, ba chiêu đã qua. Triệu Vô Cực lau đi vệt máu nơi khóe miệng, khẽ nở nụ cười, lạnh lùng nói, sắc mặt của hắn ta cũng trầm xuống. Giữa đầu mày lộ ra hàn mang trước giờ chưa từng xuất hiện, đáy mắt lạnh lùng hàm chứa sát ý băng lãnh khiến người ta nổi hết da gà. Hắn ta giống như thay đổi thành một người khác, trở nên lãnh huyết mà tàn bạo. Mọi người ở trên khán đài như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nghĩ kỹ lại,
hình như Triệu Vô Cực thực sự đã nhường Bạch Lê Hiên ba chiêu. Trong một thoáng, cơn lạnh chạy dọc sống lưng tất cả mọi người, bọn họ không kiềm được mà bắt đầu run lên, Triệu Vô Cực sắp thi triển thực lực thật sự rồi sao? Tiểu đệ, xong ba chiêu rồi. Sát ý trong con người Triệu Vô Cực rét lạnh như băng, hết thảy làm mọi người đều cảm nhận được một luồng áp lực đáng sợ trên người hắn ta. Ba kiếm. Bạch Lê Hiên đã xuất ra ba kiếm, có thể nói mỗi một kiếm càng thêm hung hãn và mạnh đến nỗi làm cho người khác phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Cho dù là trong hoàn cảnh bị đối phương chèn ép thì ý chí lôi đình đã nhờ vào Thương Long kiếm quyết và thành tựu kiếm đạo cao thâm nên chiêu kiếm thứ hai đã làm đối thủ bị thương. Nếu không phải đối thủ còn nắm giữ ý chí vân, không chừng kiếm thứ ba kia đã làm Triệu Vô Cực bị trọng thương rồi. Đám người Lâm Nhất có thể hiểu được, khi Triệu Vô Cực né tránh kiếm thứ hai đã là cực hạn, đến chiêu thứ ba thì đã khó chống đỡ trực diện. Khi Triệu Vô Cực cất tiếng nói, tất cả mọi người có thể nhận ra được hắn ta đã muốn sử dụng thực lực chân chính của mình. Ba chiêu đã qua. Trong mắt Bạch Lê Hiên lóe lên tia kinh ngạc, vẻ mặt bỗng rất khó coi, người này vẫn muốn nhường ta ba chiêu. Hơi kiêu căng quá rồi, rất khó chấp nhận khi được đối thủ nhường chiêu trong một trận đấu công bằng, đây là khiêu khích cũng là đang bị làm nhục. Bị người khác ép nhường ba chiêu, nó khác nào bị làm cho mất hết mặt mũi. Không xong. Trong lòng Lâm Nhất thầm nói, Bạch Lê Hiên đã bị trúng kế, những lời nói trước khi trận chiến bắt đầu của Triệu Vô Cực đã ảnh hưởng đến hắn ta. Nó giống như gieo vào lòng một hạt giống, đợi chờ thời điểm này, khoảnh khắc mà tâm trí hắn ta sụp đổ. Vốn dĩ khí thế đã thua thiệt, tâm trí lại rối loạn, e rằng phải chịu tổn thương nặng nề rồi. Lôi vân hợp nhất. Trong lúc dòng suy nghĩ của Lâm Nhất xoẹt qua như điện, đột nhiên Triệu Vô Cực trên đài Thăng Long quát lớn. Oanh! Trong nháy mắt, ý chí lôi đình và ý chí vân liền dung hợp gần như đỉnh phong. Ở giữa không trung đột ngột xuất hiện một vòng xoáy mây đen, trong vòng xoáy đó ý chí lôi đỉnh giống như dung nham đang dung hợp cùng mây mù vậy. Ầm ầm, khi xoáy tròn đang dịch chuyển, vòng xoáy lôi vân đáng sợ này phun ra với một sức ép đáng kinh ngạc, mạnh hơn rất nhiều so với kiếm uy lôi đỉnh của Bạch Lê Hiên. Một cảnh tượng kinh khủng hơn nữa xuất hiện, Bạch Lê Hiên hơi hoảng sợ khi phát hiện ra dị tượng ngưng tụ ý chí lôi đình của mình chỉ trong nháy mắt nữa thôi sẽ bị vòng xoáy lôi vân của đối phương nuốt chừng. Dưới tình huống này, kiếm ý lôi đình của Bạch Lê Hiên đang dần dần tan rã, hoàn toàn không chịu nổi một kích huống chi là kiếm uy ở trước mặt đối phương. Không thể nào! Bạch Lê Hiên cực kỳ hoảng sợ, chân nguyên kích động không ngừng, muốn ngưng tụ kiếm ý lôi đình lần nữa. Kết thúc rồi! Triệu Vô Cực giơ tay lên búng ra một chỉ, ý chí lôi vân lần nữa dung hợp hoàn mỹ, bật lên nuốt chửng ý chí lôi đỉnh của đối phương. Vòng xoáy lôi vân kinh hoàng nổ tung trên bầu trời giống như một hố đen, trong nháy mắt mây rông lan ra hàng vạn thước. Phụt! Bạch Lê Hiên hộc ra một ngụm máu, cơ thể bị đánh bay ra ngoài, không một ai có thể ngờ đến tình huống này. Ngay lúc văng ra ngoài, trường kiếm trong tay hắn ta chỉ còn kiếm ý thuần túy. Hóa thành một luồng ánh sáng vụt mất. Vào khoảnh khắc cuối cùng, luồng ánh sáng thuộc về thánh thể được truyền vào trên thân kiếm. Triệu Vô Cực bất ngờ hơi nghiêng đầu qua một bên, thanh kiếm kia đã cắt đứt vài sợi tóc trên trán, để lại một vết máu mở trên má. Có thể tưởng tượng được, tốc độ của chiêu kiếm này cực nhanh, nhưng sau cùng thì Triệu Vô Cực vẫn nhanh hơn một bước. Hắn ta xuất thủ nhanh như chớp, kiếm quang vụt tới như bay. Trở tay đáp trả lại tức thì. Keng! Tiếng đá vỡ vụn vang lên, thanh kiếm rơi xuống đất cùng lúc với Bạch Lê Hiên, cách má hắn ta một tấc. Ầm! Tiếng vang ong ong bên tai Bạch Lê Hiên, chỉ thiếu chút nữa hắn ta đã chết không có chỗ chôn. Sắc mặt Bạch Lê Hiên trắng bệch, biết được đối phương đã hạ thủ lưu tình, nếu không hắn ta bây giờ chỉ còn là một cái xác. Triệu Vô Cực chiến thắng. Không đợi Bạch Lê Hiên cảm khái phút giây nào, mấy vị trọng tài nhìn nhau quyết đoán đưa ra kết quả. Thắng bại đã rõ, Triệu Vô Cực chiếm đoạt hết khí huyền hoàng trên người Bạch Lê Hiên, long ảnh của hắn ta như phủ thêm kim quang, mọc ra thêm bốn móng vuốt. Quá ngoạn mục, rốt cuộc thì thực lực Triệu Vô Cực tam tiểu vương mạnh đến mức nào cơ chứ?
Ta có cảm giác ý chí lôi đình và ý chí vân của hắn ta gần như đã đạt đến đỉnh phong viên mãn ở cảnh giới tiên thiên rồi, chỉ còn thiếu chút nữa là đến cảnh giới thông linh. Thông linh, còn xa lắm, ý chí và đạo khác muốn thăng lên thông linh thì khó khỏi bàn, tuy không nghịch thiên như kiếm ý, trước khi thăng lên được thông linh thì đến thiên phách thôi cũng đã khó như lên trời. Nếu không thì Triệu Vô Cực cũng chẳng cần phân tâm để lĩnh hội ý chí vân làm gì, đừng nói chỉ đi một bước, dù chỉ nửa bước cũng khó hơn lên mây. Quả thật Triệu Vô Cực rất mạnh, nhưng Bạch Lê Hiên cũng không kém, suýt thì ta cũng tưởng rằng hắn ta đã thắng trong chiêu kiếm thứ ba. Bạch Lê Hiên quả thật không tệ, nhất là khi đã đả thương được Triệu Vô Cực ở chiêu kiếm thứ hai, kinh diễm vô cùng, chỉ tiếc rằng vẫn bại trận. Địa vị của Tam Tiểu Vương e rằng khó mà có người dung chuyển được. Sau khi cả hai rời sân, từ hàng ghế khán giả vang lên từng đợt tiếng hò hét, trận chiến vừa rồi thực sự quá gay cấn, những người theo dõi đều đứng ngồi không yên. Trong cuộc đối đầu giữa thời đại mới và cũ thì Bạch Lê Hiên sau cùng vẫn đại bại, dù là Triệu Vô Cực người khiêm tốn nhất trong Tam Tiểu Vương thì đều mang đến cho người khác cảm giác bất khả chiến bại. Nội tình giữa Tân Tú và Tam Tiểu Vương vẫn có sự chênh lệch quá rõ ràng, có người còn đang nghĩ chắc chỉ có cao thủ lâu năm như Khương Tử Diệp mới đủ tư cách khiêu chiến với Tam Tiểu Vương. Sau khi cả hiện trường dần hạ nhiệt, giọng nói trọng tài lại vang lên lần nữa. Trận kế, Lâm Nhất đấu với Ô Tiếu Thiên. Hiện trường mới vừa yên ắng chưa bao lâu lại hò reo vang vọng, tất cả là do công tử Táng Hoa Lâm Nhất ra trận. Sau khi Ô Tiếu Thiên bị hậu duệ của Phương Hàn Lạc đánh bại thì mức độ được yêu thích đã giảm đáng kể, nhưng có điều cũng không ai cảm thấy hắn ta yếu kém, dù sau thì 10 chiêu cũng khó vượt qua được Phương Hàn Lạc. Bất kỳ ai khi đối chiến với Phương Hàn Lạc mà trong vòng 10 chiêu không giành chiến thắng thì kết quả chỉ có thể gặp nguy hiểm. Hơn nữa sát chiêu Cửu Long Chiến Thiên của hắn ta đều đem lại ấn tượng sâu sắc cho bất kỳ ai, nó không hề yếu hơn chiêu Thương Long Chi Nộ của Bạch Lê Hiên. Thậm chí tiếng tăm còn hơn một bậc. Khương Tử Diệp lấy Thiên Hoang Phá Vân chỉ cưỡng chế làm vỡ Cửu Đạo Huyết Mãng, Phương Hàn Lạc tìm được sơ hở đánh tan tác hình thức ban đầu của Cửu Long Chiến Thiên Huyết Giao. Rất nhiều người đều tò mò, Lâm Nhất sẽ dùng cách nào để nghênh chiến sát chiêu kinh khủng này. Trừ điều này thì huyết sát của Ô Tiếu Thiên cũng cực kỳ khó ứng phó, lúc hắn ta giao thủ với Phương Hàn Lạc thì suýt nữa đã lật kèo. Ô Tiếu Thiên nhìn theo Lâm Nhất lên sàn không ngừng cảm khái, tự diễu, trong thú triều mấy tháng trước, ta còn khẳng định nếu ngươi cứ khăng khăng làm theo ý mình thì không tài nào có thể tiến xa trong quần long thịnh yến này được. Thực tế như một cái tát vào mặt, tuy trận vừa rồi ta đã chiến bại nhưng Phương Hàn Lạc cũng đã giúp ta tìm ra được kẽ hở của xích huyết ma long quyền, ngươi sẽ không thắng ta dễ dàng được. Ô Tiếu Thiên tự biết trận này phần thắng không cao, nhưng nhận thua cũng không phải tính cách của hắn ta. Và lại, đối phương dù có thắng hắn ta cũng sẽ không dễ, có khi lại có tia cơ hội cũng nên. Cũng không phải quá khó. Lâm Nhất đáp đúng sự thật. Giao tình giữa hai người không tệ, nhưng giao tình là chuyện của giao tình, Lâm Nhất không thích nói dối. Bất kể xích huyết ma long quyền của đối phương đã tinh tiến đến mức nào thì cũng rất khó tạo ra uy hiếp cho mình, muốn thắng được đối phương cũng không quá khó. Nụ cười trên môi Ô Tiếu Thiên cứng đờ, vẻ mặt hơi lúng túng, đáy mắt chợt hiện lên tia lạnh tanh, cười gằn nói, cao thủ so chiêu kiêng kỵ nhất là khinh thường đối thủ, nếu như vậy thì ngươi đang cho ta cơ hội rồi đấy. Ngươi, nghĩ nhiều rồi. Lâm Nhất thầm nói, nhưng sau cùng vẫn không mở miệng, trầm ngâm nói, ra tay đi. Huyết diệt sơn hà. Huyết quang trên người Ô Tiếu Thiên bùng nổ, lập tức biến thành giao long ngưng tụ huyết sát. Có thể thấy được mạnh hơn rất nhiều hình thức giao long lúc ban đầu. Hắn ta chợt lóe lên, giữa năm ngón tay đang ngưng tụ quyền mang phát ra tia huyết quang vô cùng chói mắt, tia huyết quang kia nóng bỏng như mặt trời ban trưa truyền vào quyền mang, mãnh liệt xông về phía Lâm Nhất. Cùng lúc đấy, giao long huyết sát chuyển động vần quanh cơ thể hắn ta, đầu rồng hư ảo như dung hợp với khuôn mặt của Ô Tiếu Thiên, làm cho vẻ mặt vốn dĩ anh tuấn nay lại trở nên dữ tợn vô cùng. Nhưng khi Ô Tiếu Thiên vừa bước đến, một đạo kiếm quang hào hùng ầm ầm bổ xuống, Lâm Nhất vẫn chưa rút kiếm, hắn chỉ đẩy tay phải về phía trước. Lúc kiếm quang vừa bổ xuống, trong mắt Ô Tiếu Thiên chợt vụt qua nét kinh sợ cùng cực, cái bổ xuống rõ ràng là kiếm quang hào hùng,
nhưng trong con ngươi hắn ta lại phản chiếu một vệt long trảo. Sức mạnh phong lôi của long trảo vấn vít kinh người, mà khi vừa định thần nhìn lại thì nó lại hóa thành kiếm quang. Đùng! Một bước của Ô Tiếu Thiên còn chưa bước xong thì cả người đã bị đánh bay vọt ra ngoài, huyết sát mơ hồ trên người đã bị uy lực đánh bay tán loạn. Lâm Nhất cũng có hơi bất ngờ, xem ra kiếm uy thương long còn mạnh hơn tưởng tượng của mình một chút, vừa xuất thủ đã không tầm thường. Chuyện gì thế? Ánh mắt Ô Tiếu Thiên có hơi hoang mang, khẽ cắn răng tiếp tục xông đến lần nữa. Oanh, oanh, oanh. Hai người trên đài thăng long đến gần cận chiến, chớp mắt đã đấu hơn 10 chiêu, Lâm Nhất chưa rút kiếm nhưng khi bước đi, kiếm uy kinh khủng tràn ngập khắp mọi nơi. Mỗi lần hắn ra tay đều khiến mọi người cảm thấy như một chiếc móng vuốt sắc bén và bá đạo xé rách cả không khí. Qua thêm 10 chiêu, toàn thân Lâm Nhất phát ra tia điện nổ lốp bốp, hắn lấy ngón tay làm kiếm, mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang vọng. Ầm. Trong tiếng nổ vang rung trời, Ô Tiếu Thiên hộc máu, bị đánh văng ra xa. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều giật nảy mình, không ngờ Lâm Nhất không dùng kiếm đã đánh Ô Tiếu Thiên thảm hại như thế. Trong mấy ngày ngắn ngủi qua, rốt cuộc hắn đã trải qua những gì, rõ ràng thực lực của hắn đã mạnh hơn lúc đấu với Nam Cung Vãn Ngọc rất nhiều. Cửu Long Chiến Thiên. Sau khi ngã xuống đất, Ô Tiếu Thiên không còn cách nào khác, đập mạnh bàn tay xuống đất rồi nhảy lên, tiếp tục tung sát chiêu ác ma long quyền. Grư. Mọi người trên khán đài lại được nhìn thấy dị tượng khủng khiếp này, 9 con dao long huyết sắc dài gần 10 trượng bị Ô Tiếu Thiên tạm nhốt trong quyền mang. Dao long huyết sắc uốn éo, liều mạng vùng vẫy, trông như 9 giải lụa màu dày múa may điên cuồng giữa không trung. Sức chấn động ấy khiến huyết quang vô tận bao trùm chiến đài, thiên địa thất sắc, phong vân biến ảo. Lâm Nhất không di chuyển nửa bước, nhưng khi đối phương đến gần còn 100 mét, hắn khẽ nhướng mày, trong mắt có ánh sáng bừng lên. Rầm rầm. Gió đang rít gào, sấm đang rền vang, lúc này sức mạnh phong lôi của Thương Long Thượng Cổ tràn ngập trong mọi ngóc ngách. Trong tiếng vang đáng sợ khi gió và sấm đồng thời xuất hiện, kiếm ý vô tận biến thành một con thương long dài trăm trượng sau lưng Lâm Nhất, nó sừng sững như núi, trong đôi mắt rồng phát ra kiếm quang chói lóa. Ô Tiếu Thiên kinh ngạc há to miệng, hắn ta đang tung chiêu mà đầu óc lại trống rỗng, sững sờ đứng nhìn. So với thương long khổng lồ, giao long huyết sát mà hắn ta biến ra quả thật chẳng khác nào con lươn dưới đất. Rắc, 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 rắc. Lâm Nhất chỉ liếc mắt nhìn qua. 9 con dao long huyết sát bị hắn ta nhốt trong quyền mang kêu rên liên hồi, ngay lập tức vỡ tan tành. Phụt. Rõ ràng Lâm Nhất không nhúc nhích, nhưng Ô Tiếu Thiên cách đó 100 mét lại cảm thấy như bị đấm mạnh vào ngực, sắc mặt lập tức trắng bệch, sau đó hộc ra một búng máu, cong người lại văng ra xa. Bịch. Khi sắp văng ra khỏi lôi đài, Ô Tiếu Thiên quỳ một chân xuống đất ho dữ dội. Hắn ta không cam lòng ngước lên nhìn qua, dưới thương long Lâm Nhất mặc áo xanh đeo hộp đựng kiếm, đứng nghiêm như kiếm. Gió lớn thổi qua làm mái tóc dài tung bay, để lộ khuôn mặt tuấn tú và kiêu ngạo của Lâm Nhất. Hắn đứng chính giữa đài thăng long như một vị thần, dường như chưa từng nhúc nhích. Trận đấu này, Lâm Nhất thắng. Trận đấu chưa kết thúc nhưng trọng tài đã lạnh lùng tuyên bố kết quả. Chỉ dựa vào Ô Tiếu Thiên bị đánh văng, Cửu Long Chiến Thiên bị đánh tan thành mây khói. Tiếp tục đấu cũng lãng phí thời gian thôi. Tất nhiên trọng tài của Thánh Minh biết Lâm Nhất không phải đánh bại đối thủ bằng một cái liếc mắt, trong đó ẩn chứa vô số huyền diệu. Nếu không có sự tích lũy khủng khiếp từ giai đoạn trước và sức chấn áp đáng sợ của kiếm uy kia, để đánh văng Ô Tiếu Thiên bằng một cái liếc mắt thì không thể nào làm được. Thực lực của hai người chênh lệch khá lớn nhưng chưa đến mức cách biệt một trời một vực. Kiếm uy thương long đối đầu với giao long huyết sát ít nhiều cũng kiềm chế phần nào đó. Dù ở hình thái hoàn chỉnh, giao long huyết sát cũng chưa đủ trình đứng trước mặt thương long chân chính. Nhưng hiệu quả thị giác của cảnh tượng này vẫn quá chấn động, tạo thành tác động không thể diễn tả bằng lời cho người xem, vô cùng khủng khiếp. Trước đó Triệu Vô Cực dùng một cái búng tay đánh bay Bạch Lê Hiên, nhẹ nhàng chiến thắng, nhưng hôm nay Lâm Nhất chỉ dùng một cái liếc mắt. Chưa chạm vào đã đánh bại Ô Tiếu Thiên. Nếu không xét đối thủ là ai, chỉ dựa vào kết quả thì chiêu thức của Lâm Nhất có vẻ cao minh hơn Triệu Vô Cực rất nhiều. Soạt.
Khi kết quả được công bố, một lượng lớn khí huyền hoàng trên người Ô Tiếu Thiên chảy vào trong cơ thể Lâm Nhất, nhưng hắn ta đã thua một lần. Long ảnh thuộc về Lâm Nhất chỉ phủ một lớp ánh sáng vàng, không sinh ra bốn móng vuốt. Cho đến lúc này, hiện trường yên tĩnh như chết mới vang lên một tràng tiếng hò hét. Từng ánh mắt khiếp sợ đổ dồn về phía Lâm Nhất, vẻ kinh ngạc trên mặt mọi người không thể tả bằng lời. Quá đáng sợ, rốt cuộc là chiêu thức gì vậy? Rốt cuộc hắn đã làm bằng cách nào mà chỉ liếc mắt nhìn đã đánh lui Ô Tiếu Thiên? Trước đó kiếm uy kia chưa được thi triển bao giờ. Hoàn toàn không phải đối thủ cùng đẳng cấp, kiếm của Lâm Nhất vẫn chưa được rút ra, rất khó tưởng tượng khi kiếm uy này kết hợp với bá kiếm của hắn sẽ đạt tới uy lực đáng sợ như thế nào. Đáng sợ thật, có vẻ như vị trí tân tú mạnh nhất của công tử Táng Hoa vẫn không thể dao động. Trên chỗ ngồi của Tử Lôi Tông, một đệ tử hỏi Triệu Vô Cực, Triệu Sư Huynh, rốt cuộc Lâm Nhất đã làm được bằng cách nào ạ? Tại sao đệ lại cảm thấy Ô Tiếu Thiên hoàn toàn không phải đối thủ cùng đẳng cấp với hắn nhỉ, chẳng lẽ lúc hắn đấu với Nam Cung Vãn Ngọc có che giấu thực lực? Lâm Nhất và Ô Tiếu Thiên chắc chắn không cùng đẳng cấp, hắn đấu với Nam Cung Vãn Ngọc nhất định che giấu át chủ bài, tiểu tử này là người duy nhất ta không thể nhìn thấu trong số các tân tú. Trước đó Triệu Vô Cực đã đánh bại Bạch Lê Hiên bằng một cái búng tay, nhưng khi hắn ta nhắc tới Lâm Nhất lại hơi dè dặt. Đối thủ lão luyện như thế này thường khó đối phó hơn rất nhiều so với những kẻ thoạt nhìn có vẻ tàn nhẫn kia, ví dụ như Viêm Long Tử, người vẫn luôn tuyên bố sẽ dồn Lâm Nhất vào chỗ chết. Một đệ tử khác thắc mắc, không nhìn thấu chỗ nào ạ? Tu vi, kiếm pháp, thể chất, công pháp của hắn, thậm chí rất nhiều át chủ bài đã bại lộ 7, 8 phần. Đúng vậy, từ đầu cuộc chiến cho đến bây giờ, số lượng át chủ bài mà Lâm Nhất bại lộ đã khá nhiều. So với Tam Tiểu Vương còn mơ hồ, Lâm Nhất hẳn không đến mức quá bí ẩn, không có lý do gì vẫn không thể nhìn thấu. Triệu Vô Cực đáp, có thể nhìn thấu một người hay không, không phải dựa vào át chủ bài của hắn, dù bây giờ Lâm Nhất không có át chủ bài thì ta cũng không thể nhìn thấu hắn. Nhìn thấu nghĩa là có thể cảm nhận được ý cảnh kiếm pháp của hắn, hiểu được phong cách tác chiến của hắn, thấy rõ ý nghĩa của mỗi chiêu thức mà hắn thi triển. Chỉ cần nhìn thấu những thứ này, dù át chủ bài có nhiều đến đâu thì cũng không đủ trình đứng trước mặt Tam Tiểu Vương. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ba người chúng ta tự tin như vậy. Chỉ riêng Lâm Nhất, ta có thể hiểu mỗi một chiêu thức của hắn, thậm chí phát hiện rất nhiều sơ hở trong đó, nhưng kiếm của hắn vẫn khiến ta cảm thấy kiêng dè, cảm giác này chưa bao giờ có. Nói thì nói vậy, nhưng trong mắt Triệu Vô Cực không hề xuất hiện vẻ lo lắng hay nặng nề, mà là vẻ phấn khích tột độ. Chỉ khi đấu với đối thủ dạng này mới có thể làm hắn ta phấn khích, bởi vì nó đầy ẩn số. Hắn ta tin rằng mình có thể thắng đối thủ, đồng thời thu được lợi ích rất lớn từ đó. Nếu như có thể, hắn ta rất mong mình sẽ thắng Lâm Nhất trước khi đấu với Vũ Hạo Thiên. Nếu vậy thì cơ hội hắn ta thắng Vũ Hạo Thiên sẽ lớn vô cùng. Kết thúc của trận đấu này nhấc lên làn sóng dữ dội, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc với kiếm uy thương long mà Lâm Nhất thi triển. Trong số 10 người đứng đầu, kể cả Tam Tiểu Vương đều nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt đầy ẩn ý, hiển nhiên sẽ không ai dám chủ quan trong trận đấu tiếp theo với hắn. Lâm Nhất xuống sân, không quan tâm những ánh mắt này. Việc kiếm uy thương long gây chấn động không nằm ngoài dự đoán của Lâm Nhất, hắn cũng không sợ bại lộ nó. Bản thân nó chưa được hoàn hảo, cần rèn luyện thêm trong cuộc chiến, nói không chừng người ngoài có thể phát hiện một số sơ hở mà hắn không nhìn thấy. Tiến bộ một bước giúp hắn bù đắp kiếm uy thương long, đạt được long kiếm hợp nhất, chính thức nắm giữ kiếm uy thương long bản hoàn chỉnh. Không lâu sau, trọng tài tuyên bố tuyển thủ của trận đấu tiếp theo, Vũ Hạo Thiên đấu với Khương Tử Diệp. Vũ Hạo Thiên là một yêu nghiệt chân chính, quần long thịnh yến đợt trước hắn ta mới 16 tuổi, theo lời đồn hắn ta chỉ dùng một nửa thực lực đã giành được ngôi vị quán quân. Hắn ta đã đánh bại rất nhiều đối thủ mạnh như Triệu Vô Cực, Viêm Long Tử, Nam Cung Vãn Ngọc, Khương Tử Diệp, Tuyệt Trần, Tịch Phong và giành vị trí đầu bảng, từ đó nổi tiếng khắp Nam Vực, không ai không biết, không người không hay. Hắn ta chỉ dùng một năm để từ một con hắc mã trở thành vương giả. Nếu xét về phong thái, hắn ta 16 tuổi của 4 năm trước thậm chí còn nổi bật hơn rất nhiều so với Lâm Nhất năm nay. Bây giờ hắn ta chỉ mới 20 tuổi,
tính ra thì vẫn nhỏ hơn rất nhiều tuyển thủ dự thi. Hắn ta là niềm tự hào và vinh quang của Tử Nguyệt Động Thiên, thực lực của hắn ta không có gì phải bàn cãi. Trong suy nghĩ của rất nhiều người, hắn ta tiếp tục giành vị trí quán quân năm nay là một điều chắc chắn hơn 90%. Dù có Tân Tú có thể đánh bại Tam Tiểu Vương, người có thể bị đánh bại cũng là Viêm Long Tử và Triệu Vô Cực, Vũ Hạo Thiên chắc chắn sẽ không thua. Khương Tử Diệp thì không cần nhiều lời, nàng ta là Nam Hoa Thất Anh còn sót lại trong 10 người đứng đầu, theo mọi người nàng ta là người có cơ hội khiêu chiến với Tam Tiểu Vương nhất. Bản thân nàng ta đã đấu với Viêm Long Tử từ trước, trăm chiêu bất bại. Nhưng người nàng ta đối mặt là Vũ Hạo Thiên, đối thủ khiến người ta gần như tuyệt vọng này. Có rất nhiều người muốn dao động vị trí của hắn ta, nhưng đến nay, ở cổ vực Nam Hoa Vũ Hạo Thiên chưa từng thua một lần nào, không ai có thể dao động vị trí của hắn ta. Hắn ta như một ngọn núi sừng sững cao vạn trượng, chỉ có thể ngước nhìn, không thể leo lên. Vèo. Hai luồng sáng lướt nhanh qua, Khương Tử Diệp và Vũ Hạo Thiên lên sân cùng một lúc, tất cả ánh mắt lập tức tập trung vào đài Thăng Long. Thế giới đột nhiên yên tĩnh lại, ngay cả tiếng thở cũng bị cố tình giảm thấp, ngoài tiếng gió còn vang thì không còn tiếng động nào khác. Vũ Hạo Thiên đã ra sân nhiều lần nhưng đến giờ vẫn chưa gặp được đối thủ nào có trọng lượng như Khương Tử Diệp. Rốt cuộc thực lực chân chính của hắn ta mạnh bao nhiêu, không chỉ khán giả muốn biết, các nhân tài kiệt xuất thuộc 10 vị trí đầu cũng rất muốn biết. Quan trọng hơn là mọi người hiểu Khương Tử Diệp, nàng ta có ý chí vươn lên, dám tranh đấu với thiên kiêu, không sợ bất kỳ Tam Tiểu Vương nào. Mục tiêu của nàng ta cũng rất rõ ràng, đó là khiêu chiến Tam Tiểu Vương, giành vị trí quán quân. Ai thắng được ngươi, người đó sẽ là quán quân, thật bất ngờ người nhận được cơ hội khiêu chiến đầu tiên lại là ta. Khương Tử Diệp chậm rãi tích tụ khí thế, ý chí chiến đấu trong mắt nàng ta đang cháy hừng hực. Đúng vậy, ai thắng được ta, người đó sẽ là quán quân. Vũ Hạo Thiên vô cùng tự tin, chợt cười khẩy, đáng tiếc không ai có thể làm được. Trong số 10 người đứng đầu, ngoại trừ Triệu Vô Cực và Viêm Long Tử, ta thậm chí không có quá nhiều hứng thú với những người khác, tất nhiên cũng bao gồm cô, Khương Tử Diệp. Hai người đã biết nhau từ trước, nhưng với tính cách kiêu ngạo của Vũ Hạo Thiên, hắn ta không hề nể mặt Khương Tử Diệp chút nào. Khương Tử Diệp không để bụng, trầm giọng đáp, thế gian này luôn có những thứ ngươi không thể nhìn thấu. Ta không cần ngươi cảm thấy hứng thú, ta chỉ cần đánh bại ngươi là đủ rồi. Long Vân chỉ. Dứt lời, Khương Tử Diệp chỉ tay ra, mây mù vô biên biến thành long ảnh lượn quanh cánh tay nàng ta, dọc theo ngón tay bay đi. Răng rắc. Long ảnh được biến ra từ mây mù dần dần cô đọng giữa không trung, ở những nơi nó đi qua, hư không như bị rách toạc. Khi nó tới trước mặt Vũ Hạo Thiên đã mọc ra vảy rồng chằng chịt, nhè răng nanh dữ tợn. Trò trẻ con. Vẻ khinh thường chợt thoáng qua trong mắt Vũ Hạo Thiên, hắn ta đưa tay ra bóp lấy cổ Long Ảnh. Rư. Long Ảnh phát ra tiếng kêu thảm thiết, nó dần thu nhỏ trong tay Vũ Hạo Thiên, sau đó hắn ta thẳng tay vứt nó đi như vứt rác. Nhưng cùng lúc đó, Khương Tử Diệp đã lao tới trước mặt Vũ Hạo Thiên, chớp mắt tung ba trường. Bùm, bùm, bùm. Cứ mỗi một trường đánh ra, sau lưng nàng ta sẽ xuất hiện ngọn núi sừng sững được ngưng tụ từ mây mù. Mỗi trường đánh vào hư không đều khiến đài Thăng Long rung lắc kịch liệt, sau khi cả ba trường được tung ra đã là một dãy núi chập trùng vô tận. Đến đúng lúc lắm. Trong mắt Phú Hạo Thiên có một tia sáng lóe qua, hắn ta đột nhiên cảm thấy hơi hứng thú, trầm giọng quát Tử Nguyệt Xuyên Tâm Trảo. Tử Nguyệt Xuyên Tâm Trảo. Võ kỹ trong Tử Nguyệt Tâm Kinh, trước đây Khuynh Nhược U cũng từng thi triển trảo công thâm độc và tàn nhẫn này. Nhưng khi nó được thi triển từ tay Vũ Hạo Thiên lại có phong thái khác, vẫn mang lại cho người ta cảm giác tàn nhẫn, nhưng hoàn toàn không dính dáng đến thâm độc. Một trảo này của hắn ta như muốn nắm cả trời đất vào trong tay rồi từ từ bóp chặt lại, sau đó cào rách dãy núi bất tận kia. Răng rắc. Sau một chiêu, Vũ Hạo Thiên cào dãy núi bất tận sau lưng Khương Tử Diệp rách năm đường, chúng từ từ toạc rộng ra. Đến khi móng vuốt chạm vào trưởng mang của đối phương, uy lực trưởng mang đã giảm đi rất nhiều. Bùm! Khương Tử Diệp bị đánh bay ra xa, bị thương khá nặng, còn Vũ Hạo Thiên thoạt nhìn vẫn thành thạo, thoải mái như thường,
bình tĩnh một cách khiến người ta sợ hãi. Thiên Hoàng phá vân chỉ. Khương Tử Diệp bị đánh bay đến giữa không trung, cực kỳ quyết đoán thi triển sát chiêu đã từng đánh bại Ô Tiếu Thiên và Nguyệt Vi Vi. Ầm. Một chỉ tay đá khổng lồ vén ra biển mây mênh mông, lần này nó lộ ra toàn bộ ngón tay, chỉ tay đá cổ xưa tràn ngập hơi thở cuồng bạo đánh ra. Phú Hạo Thiên khẽ biến sắc, ánh mắt chợt lóe, trong lòng lập tức có quyết định. Bá quyền, thiên địa đồng tâm. Năm ngón tay hắn ta siết chặt lại đấm ra một quyền. Khi quyền mang phun trào, vùng trời và mặt đất vô biên phía này như bị hắn ta nắm trong tay. Trong lúc giơ tay nhấc chân dường như có thể nhẹ nhàng và dễ dàng bóp lấy vùng trời này. Phong thái ấy tràn ngập bá khí, bá đạo ngông cuồng, càn quét bốn phương. Bùm! Chỉ tay đá đang hạ xuống bị một quyền này đánh nát, khóe miệng Khương Tử Diệp chảy máu, một lần nữa bị đánh văng ra ngoài. Không chỉ sát chiêu bị phá, ý chí vân của nàng ta cũng bị thương không nhẹ, một quyền này quá đáng sợ. Bá quyền! Đây không phải tuyệt học của kiếm tông năm đó trước khi bị tiêu diệt sao? Không ngờ Vũ Hạo Thiên lại tu luyện được. Không có gì lạ, từ Nguyệt Động Thiên chiếm cứ Lôi Châu có liên quan rất nhiều đến sự kiện kiếm tông bị tiêu diệt năm đó, họ có thể vơ vét được tuyệt học như bá quyền trong di tích kiếm tông cũng coi như hợp lý. Lợi hại quá! Không biết so với bá kiếm của Lâm Nhất thì cái nào mạnh hơn. Cảnh tượng gây chấn động rất lớn, Vũ Hạo Thiên đứng chắp tay trên đài Thăng Long toát ra khí thế chấn động lòng người. Đặc biệt là bá quyền khiến người ta vô cùng khiếp sợ, ngay cả Lâm Nhất cũng tỏ ra kinh ngạc. Thiên Hoàng phá vân trưởng. Nhưng khi mọi người nghĩ rằng sau khi bá quyền xuất hiện, trận đấu này không còn gì hồi hộp nữa, Khương Tử Diệp chưa kịp lau vết máu trên khóe miệng đã xoay người lại. Quần áo tung bay, bay lên không trung tung một trường. Rầm rầm. Biển mây mênh mông trên bầu trời lần lượt kéo ra như bình phong, để lộ thạch trưởng cổ xưa khổng lồ hạ xuống như rời núi lấp biển. Bùm. Tốc độ hạ xuống của một trường này quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng. Ngay khi Khương Tử Diệp giơ tay lên, thạch trưởng cổ xưa kia phá vỡ vô số tầng mây đập xuống như vượt khoảng cách thời không, đè Vũ Hạo Thiên xuống đất. Răng rác. Mặt đất nứt toạc ra vì một trường này, trên mặt hồ dâng lên màn nước cao gần 1.000 trượng. Mọi người giật nảy mình, không ngờ Khương Tử Diệp còn có sát chiêu này. Trước đó mọi người đều cảm giác được Thiên Hoàng phá vân chỉ có thể còn chiêu thức chưa tung, vừa rồi là một chỉ tay, bây giờ là cả bàn tay đập xuống. Quả thật khoa trương một cách đáng sợ, nguy hiểm hơn là chiêu thức này thật sự quá nhanh, thậm chí đến cả Vũ Hạo Thiên cũng không phản ứng kịp. Khương Tử Diệp lảo đảo rơi xuống, bước chân loạng choạng, sắc mặt hơi tái nhợt, hơi thở yếu đi rõ rệt, nhưng sự cố chấp và cứng cỏi trong mắt nữ hài tử này vẫn mạnh mẽ một cách đáng sợ. Ầm. Trên đài Thăng Long đột nhiên bừng lên ánh sáng kinh khủng, một chùm sáng màu tím chiếu ra từ thạch trường xuất hiện từng vết nứt, sau đó vỡ tan tành. Tử Nguyệt Đằng Không. Võ giả tu luyện Tử Nguyệt Tâm Kinh đều có thể biến ra vầng trăng tím. Vầng trăng tím của Vũ Hạo Thiên này lập tức đánh vỡ thạch trường, sau đó bay lên không trung. Vầng trăng sâu thẳm kia phát ra ánh sáng kỳ lạ, rõ ràng là một vầng trăng tím nhưng giờ phút này lại sáng rực khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nó như ngọn lửa thánh bùng cháy giữa không trung. Xung quanh đài Thăng Long dâng lên màn nước cao nghìn trượng, ánh trăng tím dọi xuống phủ thêm một lớp ánh sáng lộng lẫy, trở nên đẹp như ảo mộng. Khi hạ xuống nó như một ngọn nến đang cháy. Dần tàn đi, đẹp đến mức rung động lòng người. Nhưng trong khung cảnh tuyệt đẹp này, Khương Tử Diệp phát động thế công như một tia chớp, có vẻ như nàng ta đã liệu trước một trưởng này không thể trấn áp triệt để đối thủ. Khi thạch trưởng chưa vỡ vụn hoàn toàn lại có mấy chục giải lụa trắng lao đi dưới sự điều khiển của nàng ta, phát ra tiếng rít sắc nhọn vang vọng bên tai mọi người. Hô, hô! Gần như ngay khi Vũ Hạo Thiên vừa hiện thân, mấy chục giải lụa trắng lập tức quấn quanh người hắn ta, ngay cả mắt cũng không lộ ra ngoài. Chiêu cuối mạnh quá. Một chàng tiếng thốt kinh ngạc vang lên trên khán đài, cảnh tượng này thật sự quá đáng kinh ngạc, thì ra đây mới là sát chiêu chân chính của Khương Tử Diệp. Thua đi. Khương Tử Diệp kéo giải lụa trắng bằng một tay rồi hất mạnh lên, muốn ném Vũ Hạo Thiên xuống lôi đài. Chiêu thức này khá mưu mẹo, nhưng ném xuống lôi đài vẫn chưa đủ.
cần phải như Lâm Nhất đóng đinh Lý Mộ Bạch vào pho tượng thần long, hoặc ném đối thủ ra khỏi hồ cửu long, khiến người nọ rơi vào khán đài, đối thủ sẽ tự động thua. Trước đây trong quần long thịnh yến cũng từng có tiền lệ tương tự. Trong lúc nhất thời, mọi người bành trướng cảm xúc, vô cùng kích động, lẽ nào Vũ Hạo Thiên cứ thế mà thua ư? Nhưng Khương Tử Diệp điều động chân nguyên toàn thân, cố gắng kéo giải lụa, nhưng Vũ Hạo Thiên bị trói chặt lại không nhúc nhích. Hắn ta đứng yên trên lôi đài như một ngọn núi, dù đối thủ cố gắng thế nào cũng không thể lay động được hắn ta. Chuyện này sao có thể? Vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Khương Tử Diệp, nàng ta cực kỳ chấn động. Bùm! Không đợi vẻ kinh ngạc trong mắt nàng ta biến mất, tất cả giải lụa trắng đồng loạt nổ tung, toàn thân Vũ Hạo Thiên phát ra ánh sáng tím rực rỡ. Ánh sáng tím kia phát ra từ từng lỗ chân lông của hắn ta, tạo thành một lớp ánh sáng sâu thẳm bao trùm cả người hắn ta, ánh sáng ấy vô cùng quỷ dị. Ngoại trừ phạm vi nửa mét xung quanh hắn ta, các khu vực khác trên đài Thăng Long đều trở nên mờ mịt, chỉ có ánh sáng trên người hắn ta tồn tại vĩnh cửu như mặt trăng. Phụt! Khi dị tượng này diễn ra, Khương Tử Diệp bị đánh văng ngay tại chỗ, hộc ra một búng máu, khí thế lập tức sụp đổ. Tử Nguyệt Thánh Quang! Rõ ràng là Tử Nguyệt Thánh Quang, đây chính là dị tượng phát sinh khi tu luyện Tử Nguyệt Tâm Kinh đến tầng cao nhất, theo như lời đồn, trong cùng cảnh giới, không thể đánh vỡ sự tồn tại của Tử Nguyệt Thánh Quang. Quả nhiên đáng sợ, hơn 1.000 năm qua, Tử Nguyệt Động Thiên không có bất kỳ ai tu luyện Tử Nguyệt Tâm Kinh đến tầng cao nhất. Thật sự khiến người ta phải giật mình kinh hãi, một thân quyền cước bá đạo đã đủ rung động toàn trường, vậy mà hiện tại, Vũ Hạo Thiên lại lần nữa bày ra thực lực kinh người, khiến cho mọi người chỉ biết nghẹn họng nhìn chân chối. Có thể ép ta đến bước đường này, coi như ngươi đã đủ ưu tú. Nếu là Viêm Long Tử hoặc Triệu Vô Cực, có lẽ ngươi sẽ có chút phần thắng, đáng tiếc, người ngươi đụng phải là ta. Giữa ánh sáng tím chói mắt, gương mặt lạnh lùng và hà khắc của Vũ Hạo Thiên lúc sáng lúc tối, mang đến cho người ta cảm giác thẩm phán đang phán quyết chúng sinh. Trận chiến này, Vũ Hạo Thiên chiến thắng. Tiếng trọng tài vang lên, ánh sáng tím trên người Vũ Hạo Thiên cũng theo đó nhạt dần, đợi đến khi cắn nuốt hết khí huyền hoàng của đối phương, hắn ta mới lách người quay trở về vị trí của Tử Nguyệt Động Thiên trước ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người. Toàn trường chết lặng. Thủ đoạn của Khương Tử Diệp đã đủ đáng sợ, nhưng không ngờ vẫn bị Vũ Hạo Thiên áp đảo. Đứng trước thực lực tuyệt đối, tất cả thủ đoạn đều trở nên vô dụng. Nếu thực lực của hai người tương đương, có lẽ Khương Tử Diệp mới là người chiến thắng. Đáng tiếc, thực lực mà Vũ Hạo Thiên bày ra chỉ mới là một góc của núi băng mà thôi, trong quần long thịnh yến lần này, sợ rằng hắn ta chẳng cần phải thi triển một nửa thực lực. Trận quyết đấu của hai người chưa thể nói là kinh thiên động địa, nhưng Vũ Hạo Thiên đã bày ra thực lực khiến mọi người chấn động, tạo thành lực trùng kích quá lớn. Đối với Khương Tử Diệp, việc nàng ta thua cuộc nhận được rất nhiều sự đồng cảm, vị cô nương này đã đủ mạnh mẽ và cũng đủ cố gắng, nhưng kết quả vẫn là thua. Cảm giác bất lực thế này, dù là bất kỳ ai, khi đặt mình vào hoàn cảnh đó, cũng đều cảm thấy tuyệt vọng. Có Vũ Hạo Thiên, những người còn lại trong quần long thịnh yến đã chú định sẵn chỉ có thể là kẻ phối hợp diễn. Trận chiến này tạo thành hư tổn quá lớn. Thánh Minh phải xuất động rất nhiều huyền sư tương đương với cao thủ cấp thiên phách dùng linh văn tu bổ đài Thăng Long, hơn nữa còn tăng thêm nhiều trận pháp, nếu không, sợ rằng đại chiến thập cường còn chưa kết thúc, đài Thăng Long đã bị đánh tan tác. Nhân cơ hội này, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi. Thế lực cấp bá chủ có nội tình thâm hậu nhanh chóng chữa thương cho tuyển thủ tông mình, đảm bảo duy trì trạng thái đỉnh cao để tiếp tục trận chiến. Nửa canh giờ sau, trận tiếp theo bắt đầu. Trúc Thanh Sơn giao đấu cùng Bạch Lê Hiên. Hai người đều là những nhân vật nổi bật trong hàng ngũ tân tú, lần giao đấu này chắc chắn sẽ được chú ý. Tuy trước đó Bạch Lê Hiên bại dưới tay Triệu Vô Cực, nhưng hắn ta đã bày ra thực lực không hề yếu kém, chẳng qua là đối thủ quá mạnh mà thôi. Hơn nữa, ý chí lôi đình của hắn ta bị nghiền áp, rõ ràng là Triệu Vô Cực đã hoàn toàn khắc chế được hắn ta. Nhưng đổi lại là Trúc Thanh Sơn thì chưa chắc sẽ khó khăn như thế. Thực tế là vậy, đối mặt với Trúc Thanh Sơn, Bạch Lê Hiên dễ thở hơn không ít. Đối phương có sát khí khiến người kiêng kỵ, nhưng với hắn ta thì lại là điều may mắn, dù sao kiếm ý đủ khả năng khắc chế sát khí,
dễ dàng chặt đứt tất cả những cảm xúc tiêu cực, không đến mức khiến tâm thần hỗn loạn. Tuy nhiên, sau trăm chiêu, mọi việc đột nhiên bị đảo lộn. Kinh lôi tứ khởi. Thân pháp nhanh như tia chớp, phối hợp cùng kiếm quyết thương long và kiếm ý lôi đình khiến bóng dáng Bạch Lê Hiện trở nên mờ ảo, thoát ẩn thoát hiện. Đài thăng long to lớn chỉ có kiếm quang tung hoành cùng với tiếng sấm rền vang và thỉnh thoảng có cả tiếng rồng gào thét. Phệ hồn. Trúc Thanh Sơn bình tĩnh rút đao ra khỏi vỏ, thoáng chốc, hắn ta đã chém ra hơn 90 luồng quang ảnh u ám, đao ý nhanh chóng lan ra. Khi dị tượng của kinh lôi tứ khởi đánh úp về phía mình, hắn ta lập tức lật tay, chém ra một đao, vô số ánh đao xếp chồng lên nhau tạo thành một đao hệt như ác quỷ hung hăng chụp ra ngoài. Ầm. Vô số kiếm ý cùng tia lửa điện nổ tung tóe hệt như những linh hồn bị ánh đao hóa thành ác quỷ kia liên tục cắn nuốt, trông cực kỳ quái dị. Phệ huyết. Bên dưới mặt nạ quỷ, khóe miệng Trúc Thanh Sơn nhếch lên thành một nụ cười khẩy, sau khi dùng một kích chấn vỡ sát chiêu của đối phương, hắn ta lại lần nữa xuất đao. Đao của hắn ta huyễn hóa thành vô số sợi sáng đen nhảy nhót, hệt như những con trùng dài và mảnh ào ào chui vào người Bạch Lê Hiên. Hít kha zz hí zz. Kiếm ý hộ thân cùng chân nguyên hộ thể của Bạch Lê Hiên không cách nào ngăn cản được đám trùng kia. Keng keng keng, sợi sáng đen hệt như kim loại va vào người hắn ta, khoảnh khắc đó, Bạch Lê Hiên kinh ngạc phát hiện máu của mình đang từ từ giảm bớt. Chuyện này thật sự quá kỳ lạ, rõ ràng đã đỡ toàn bộ tại sao có thể chiếm được huyết dịch của mình chứ? Oanh! Lúc này, sắc mặt hắn ta cực kỳ khó coi. Vì để kiếm ý lôi đình phát huy đến cực hạn mới có thể nghiền nát hết tất cả những vạch đen kia thành bột. Chỉ là hơi chậm một chút thôi, vì huyết dịch va vào nhau khắp toàn thân, nên gần như đã bị ngấu nghiến toàn bộ. Khí huyết liền dần mất đi, làm đầu óc hắn ta choáng váng không ngừng, đây là hậu quả của việc luyện thể đã bị tổn thương, dù cho kiếm ý có mạnh đến đâu đi nữa thì cũng không có cách nào xoay chuyển. Chỉ trong một khoảnh khắc sơ hở, luyện ngục ở sau lưng Trúc Thanh Sơn đã triển khai dày đặc giữa không trung, nó chẳng khác gì luyện ngục tu la. Đao quang bùng nổ giữa trời, giống như móng vuốt tu la hung hăng quất ra, mãnh liệt khôn cùng. Hự! Bạch Lê Hiên dốc sức ngăn cản, nhưng vẫn bị đao quang đánh bay, khóe môi đã bắt đầu rỉ máu. Tu la thất thiểm! Trúc Thanh Sơn thoát ẩn thoát hiện cứ như đang dán sát vào bóng của Bạch Lê Hiên, không tài nào thoát ra được. Keng, 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 keng. Bảy đạo liên tiếp hung hăng chém tới, mỗi một nhát đao đều làm bàn tay của Bạch Lê Hiên phải run lên, Bạch Lê Hiên đột nhiên bị áp chế đến cực kỳ khó chịu. Mấy lần hắn ta muốn phản công nhưng chỉ cần vừa động thì đạo quang đã lóe ngang con ngươi. Nhanh quá, mạnh quá. Trúc Thanh Sơn không để cho Bạch Lê Hiên bất kỳ cơ hội phản công nào, sau khi hắn ta bị phệ huyết áp chế để lộ sơ hở thì chỉ có thể bị động nhận đòn. Đùng. Qua thêm 10 chiêu, đột nhiên Trúc Thanh Sơn ngừng lại, mọi người có mặt ở đây và cả Bạch Lê Hiên đều cảm thấy ngạc nhiên. Đối phương bèn kéo mũ sau đầu xuống, để lộ ra nửa cái mặt nạ quỷ, bình tĩnh nói, ngươi thua rồi. Khụ khụ khụ. Vừa dứt lời, quần áo trên người của Bạch Lê Hiên đột nhiên rách toạc, ba vết chém phọt ra máu tươi nồng nặc, mỗi một đao đều ở chỗ hiểm chết người. Chết tiệt. Ta đã trúng đao từ lúc nào chứ? Bạch Lê Hiên đau đến tái mặt, trong mắt kinh hoàng không thôi. Ma đao Trúc Thanh Sơn. Khán giả trên khán đài cũng có cùng vẻ sợ hãi như vậy, họ cũng không biết Bạch Lê Hiên đã trúng đao từ lúc nào. Trận này Trúc Thanh Sơn chiến thắng. Giọng nói lạnh như băng của trọng tài vang lên, hiện trường xôn xao bàn luận, trận này thua quá kỳ lạ. Ngay cả sát chiêu thương long chi nộ mà Bạch Lê Hiên còn chưa kịp dùng tới, tình thế mặc dù có hơi nghiêng về một phía, nhưng dù đã xuất kiếm thế lôi đình thì chân nguyên cũng sẽ không bị tiêu hao quá nhiều. Rồi bỗng nhiên Trúc Thanh Sơn tuyên bố kết quả của trận đấu, theo sau đó là giọng nói của trọng tài vang lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngay khu chỗ ngồi của đế quốc Đại Tần, Mai Hộ Pháp và những người khác cũng khó mà lý giải được. Trúc Thanh Sơn đã hạ thủ lưu tình, nếu không Bạch Lê Hiên đã bị chém thành ba mảnh, trọng tài nhìn thấy rõ hết nên mới nhanh chóng phán hắn ta thua. Lâm Nhất thở dài, giải thích với vẻ có hơi bất lực. Có điều, Bạch Lê Hiên sẽ hiểu rõ bản thân đã thua ở chỗ nào ngay thôi,
cũng không phải vì một chiêu đao phệ huyết quỷ gì kia. Mà là đệ nhất đao của Trúc Thanh Sơn, phệ hồn. Nhát đao này đã nuốt chửng hoàn toàn kinh lôi tứ khởi của Bạch Lê Hiên, và nó cũng đã chém trúng Bạch Lê Hiên trong vô thức. Bạch Lê Hiên còn không kịp phát hiện ra mà Trúc Thanh Sơn đã sử dụng chiêu đao quỷ dị hơn, cứ im hơi lặng tiếng cắn nuốt cạn dần huyết dịch của Bạch Lê Hiên, nếu là người thường không sở hữu kiếm ý đủ mạnh thì giờ đây ắt hẳn chỉ còn lại một cái xác trống rỗng. Nhưng suy cho cùng vẫn do kiếm ý của Bạch Lê Hiên chưa đủ mạnh, nếu thật sự đủ mạnh, dù có là đệ nhất đao thì vẫn không thể trúng được. Phệ hồn, phệ huyết, hẳn vẫn còn giấu gì đó, Lâm Nhất thầm nói. Đáy mắt của Viêm Long Tử, Triệu Vô Cực và Vũ Hạo Thiên đang ở dưới đài cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, dáng vẻ như cũng đang suy nghĩ điều gì. Hiển nhiên, Trúc Thanh Sơn này đã nằm ngoài dự liệu của bọn họ, có chút làm người khác phải nhìn với con mắt khác. Ngươi đã thắng. Rất lâu sau, Bạch Lê Hiên mới thở dài, hắn ta nhìn đối thủ với vẻ mặt phức tạp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 102.